Nhân viên nhà xác đang xử lý di hài cho người đã khuất. Lúc mặc quần áo, chợt thấy cổ chân người chết tựa như vừa nhúc nhích. Anh ta tưởng mình bị hoa mắt nên nhìn đồng nghiệp, rồi lại ngó ra quyến của người đã khuất. Vạch khăn trùm di hài lên xem thì cổ chân đột nhiên cử động, làm nhân viên nhà xác giật mình ngất ngay tại trận. Sau đó người đã khuất đột nhiên vươn vai, từ cõi chết sống lại. Chuyện là vào mấy tiếng trước, hai người lạ cùng họ tên cùng ngày tháng năm sinh, gặp phải tai nạn trong cùng ngày cùng giờ. Đầu bếp có dâu bị thương nhẹ, còn Huynh Cheon không cứu được đã qua đời. Sử giả câu hồn đến bệnh viện kiểm tra họ tên ngày sinh, đã câu nhầm hồn của đầu bếp xong đang ăn cơm. Khi về mờ gian để bàn giao, hệ thống mới nhắc nhở câu nhầm hồn. Cứ nghĩ mình sẽ bị trừ tiền lương, anh vội chạy đến bệnh viện để xác nhận. Khi nhận ra vẫn còn một người chết cùng tên khác, sứ giả câu hồn cảm thấy đau đầu. Anh vội đưa đầu bếp xong về bệnh viện, ai dè phát hiện anh đã bị hỏa táng. Toang thật rồi. Đầu bếp xong cực kỳ phẫn nộ. Giờ thì phải làm sao? Tôi phải đi đâu? Sứ giả câu hồn đứng sau nhìn đầu bếp xong đáng thương này, cực kỳ hối hận về sai lầm của mình. Lúc này Huynh Cheon đã được xác nhận tử vong. Sứ giả câu hồn đã mượn thi thể hoán hồn, sử dụng cơ thể của Huynh Cheon để cho đầu bếp xong được sống lại. Huynh Cheon là giám đốc ngân hàng đẹp trai nhiều tiền lại nổi tiếng, nhưng cực kỳ hà khắc với vợ. Lần nào nói với vợ đều giống như đang chỉ huy con rối. Vợ anh muốn tìm một công việc ngoài siêu thị để tự lập. Huynh Cheon lại thấy cô đang làm mất mặt mình. Trong công việc không vừa ý là mắng nhân viên, thái độ cực kỳ bá đạo. Còn ông chú có dâu cùng họ cùng tên này là một đầu bếp có mở một quán ăn. Anh vô cùng mặn mà với vợ. Tuy bề ngoài lam lũ phát tướng nhưng bên trong hài hước dí dỏm. Gia đình cực kỳ hòa thuận êm ấm. Nay đầu bếp xong hài hước phát tướng nhập vào cơ thể một giám đốc bá đạo, còn vẫn nhớ được ký ức của lúc trước. Anh sẽ hài hòa hai gia đình thế nào? Cùng theo dõi nhé. Do sai lầm của sứ giả câu hồn, câu nhầm hồn của một đầu bếp phát tướng cùng tên cùng họ. Khi phát hiện nhầm lẫn được hoàn hồn, cơ thể của đầu bếp xong đã bị hỏa táng. Quỷ hồn không nơi nào để đi, đành nhập vào cơ thể của người đã khuất cùng tên cùng họ. Chuyện này làm mọi người chấn động, đài truyền hình đến đưa tin. Bác sĩ cũng không giải thích được, uống liền hai chai thuốc chống sốc. Phim ảnh cũng không dám diễn như thế. Đợi Huynh Cheon tỉnh dậy, mẹ vô cùng phấn khởi ôm chặt anh. Nhưng đầu bếp xong hoang mang vì mình vốn không biết bà. Mãi khi nhìn thấy mình trong gương, anh ngạc nhiên suýt rớt cằm. Anh nhìn vào gương bằng ánh mắt không dám tin. Sao tự nhiên mình đẹp trai thế kia? Dáng vẻ này của con trai làm bà xong cảm thấy do ngỏm đi sống lại nên não có vấn đề. Nói dù bán hết toàn bộ gia sản vẫn sẽ chữa khỏi cho anh. Đầu bếp xong ra sức giải thích mình không phải con trai bà. Nhưng giờ bà xong đâu có tin anh. Lại nói mình không tiếc giá nào cũng sẽ chữa khỏi cho con. Đột nhiên anh nhớ ra mẹ gọi mình là Huynh Cheon. Anh vội nhìn tên trên giường bệnh, thấy tên của bọn họ giống y hệt nhau. Anh vội mượn điện thoại của bà xong, đuổi bà và bác sĩ trực phòng ra ngoài. Gọi điện cho vợ để giải thích mình vừa hoán đổi linh hồn. Nhưng Cheon hoa tưởng là trò của mấy tay lừa đảo, nên mắng anh như tát nước vào mặt mới tắt điện thoại. Khi anh bạn nối khố Man Jong đến thăm Huynh Cheon, thấy anh không nhận ra mình, Man Jong tưởng rằng bạn đã mất trí nhớ. Mặc cho đầu bếp xong giải thích mỏi mồm, nhưng khi nghe đầu bếp xong nói ra tên mình, cậu tên là gì? Song Huynh Cheon thấy giải thích cũng vô ích, đầu bếp xong đành giả bộ đáng thương, để Man Jong mủn lòng giúp mình rời khỏi bệnh viện. Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, Man Jong ra cửa đánh lạc sự chú ý. Nhân lúc anh ta mua chuộc y tá, đầu bếp xong lẻn ra cửa định bỏ chạy. Ai dè vừa ra ngoài đã bị y tá khác bắt gặp, anh vội leo cầu thang lên tầng chót. Chạy lên tầng chót mới biết các phòng khác đều bị khóa. Thấy y tá sắp mở cửa phòng để bếp mình về, Huynh Cheon mở hộp chữa cháy ra. Một đầu buộc chặt ống nước, đầu còn lại ném xuống dưới. Sau đó đánh liều bỏ xuống dưới. Mẹ và em gái ở dưới lầu giật mình khi nhìn thấy hành động này. Lúc đó đầu bếp xong đã đuối sức, buông hai tay rớt xuống. May mà bên dưới có tấm bạt đỡ người anh. Bạn thân Man Jong đang ngồi chờ trong xe. Đầu bếp xong bèn bò dậy lao vào trong, bảo anh ta chở đến nhà mình. Khi đến cổng nhà thấy Cheon Hoa đang đi đổ rác. Thấy cô không nhận ra mình, anh đành kể mọi chuyện cho vợ nghe. Còn nói ra bí mật chỉ hai người mới biết nhưng vợ anh vẫn không tin. Ngược lại còn thấy sởn gai ốc, vội đuổi anh cút xéo. Nếu không chịu đi sẽ báo cảnh sát. Man Jong thấy cảnh này đành phải dẫn bạn ra về, kéo cổ anh về căn nhà tài phiệt của mình. Vợ con chưa từng thấy một Huynh Cheon như vậy nên nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Huynh Cheon chậm rãi quan sát gia đình này, lúc đóng cửa còn cực kỳ dè dặt. Cảm giác xa lạ làm tim anh cực kỳ chua chát. Anh trốn trong nhà vệ sinh khóc trong im lặng. Tắm rửa xong trở về phòng, trùng hợp Hye Jin cũng trở về. Anh cảm thấy không nơi nào an toàn, cũng không biết nên làm gì. Giữa lúc anh định bỏ chạy, Hye Jin chợt gọi lại. Hóa ra cô và Huynh Cheon chính chủ ngủ riêng giường, ngủ đi. À chúc ngủ ngon. Hôm sau thức dậy, anh xác nhận lần nữa mới chấp nhận linh hồn mình đã nhập vào cơ thể này.
Hye-jin dậy nấu cơm từ sáng sớm. Viện cớ bị chẩn đoán mất trí nhớ, anh thăm dò Hye-jin quá khứ của giám đốc xong. Hye-jin nói Hyun Cheon vừa độc tài vừa ngạo mạn, trước giờ không quan tâm đến gia đình. Quan hệ vợ chồng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chắc chắn anh đã có người phụ nữ khác, còn cô chỉ là một bảo mẫu của anh mà thôi. Sau đó Hye-jin kể rõ về hoàn cảnh trong nhà rồi xoay người định rời đi. Từ giờ đến khi người khác chịu tin lời của tôi cứ sống ở đây trước nhé. Phiền đến cô rồi. Hôm sau đầu bếp xong tới quán của nhà mình. Nhưng lúc còn sống, quán ăn này sắp đóng cửa. Anh vì thế mới đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Ai ngờ được thông báo mình đã đứng tên một khoản vay. Trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn giao thông. Cứ nghĩ người nhà không thể trả khoản nợ, anh bất đắc dĩ tìm mẹ của giám đốc Song để mượn tiền. Bà Song hào phóng đưa ra một túi tiền. Đây là 2 tỷ. Con thích tiêu gì thì tiêu. Tiêu hết mẹ lại cho con. Hyun Cheon cảm động gớt nước mắt, nói mình cam đoan sau này sẽ trả lại. Anh giả làm nhân viên giao hàng đưa tiền cho người vợ Jeon Hwa. Khi người nhà mở thùng ra, bên trong là 2 tỷ tiền mặt. Còn có một bức thư do đầu bếp Song giả danh viết. Do không chứng minh được danh tính, anh đành viết thư cho gia đình dưới danh nghĩa là bạn. Còn ghi lại số điện thoại đang dùng, bảo người nhà có khó khăn cứ gọi mình. Buổi tối con gái đọc tin nhắn với bố, gửi cho ông rất nhiều tin nhắn. Cứ nghĩ bố sẽ mãi không trả lời được mình, cô không kìm được bật khóc. Bên khác đầu bếp Song nhận được tin nhắn của con gái. Nhìn tin nhắn con gái gọi mình là chú, người đàn ông kiên cường này đã không nhịn được bật khóc. Rõ ràng mình đã sống lại nhưng không thể nhận vợ nhận con. Hôm sau bà Song tìm Hye-jin. Bà muốn cô phải từ chức để chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho chồng. Sau này sẽ tiếp tục đưa tiền cho cô, còn mở một cửa hàng cho cô. Hye-jin bất đắc dĩ nói mình đã muốn ly hôn từ sớm. Mẹ chồng nghe xong của trách cô một trận, mắng cô là một người phụ nữ tồi. Khi thức dậy ăn sáng, Hyun Cheon nói sau này mình phụ trách chuyện bếp núc. Em đã phải đi làm, thì lấy đâu thời gian làm việc nhà. Cứ đi làm nhé. Lời nói này làm Hye-jin vô cùng bất ngờ. Đến tối tình nhân ngoài luồng gọi điện cho giám đốc Song. Nhưng Hyun Cheon bây giờ không biết cô ta. Lúc đó Hye-jin bước đến. Em nhớ anh quá anh yêu à. Nhớ anh lắm luôn. Hyun Cheon hoảng hốt tắt điện thoại. Sau đó Hye-jin mở lời trước. Đây là tình nhân bên ngoài của anh à. Vẻ mặt vô tội của Hyun Cheon làm Hye-jin hy vọng anh mau bình phục. Để giải quyết chuyện ly hôn giữa hai người. Hôm sau một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Jeon Hwa. Khi cô trở về nhà, thấy anh ta không giống người lương thiện nên bước vội vào trong. Anh ta bèn đi theo nhưng bị Jeon Hwa đóng cửa nhốt ở ngoài. Anh ta gõ cửa đòi vào, ai dè bị tạt một chậu nước. Sau đó anh ta đến trường đợi con gái của đầu bếp Song, hỏi thăm bạn học tìm được cô bé. Anh ta hỏi chuyện liên quan đến vụ tai nạn của đầu bếp Song. Hóa ra người này là một cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án của anh, vốn giải quyết theo hướng bị tai nạn giao thông. Nhưng một thợ sửa xe nói xe của đầu bếp Song đã bị người khác giở trò. Bởi vậy anh cảm thấy có uẩn khúc nên đã bắt đầu điều tra. Nhưng con gái lại cầu xin anh không nên tìm mẹ. Mẹ cô bé đang rất đau khổ, chẳng thiết ăn cơm, buổi tối chỉ trực khóc. Trở về cục cảnh sát, Đông Su nghe thấy đồng nghiệp nhắc đến chuyện anh chết đi sống lại. Anh cảm thấy chuyện này quá siêu thực, nên kiểm tra camera an ninh trước cửa hàng tiện lợi. Nhận ra đêm trước vụ tai nạn, xe của đầu bếp Song bị người khác giở trò thật. Anh vội đến cửa hàng tiện lợi lấy dữ liệu camera. Trùng hợp gặp được Jeon Hwa đang làm việc ở đây. Nhìn ánh mắt ngờ vực của Jeon Hwa khi biết thân phận cảnh sát của mình, anh nói ra chuyện mà mình đang điều tra. Dường như có người đã phá hỏng xe của Hyun Cheon. Jeon Hwa để Đông Su sao chép dữ liệu trong camera. Sao chưa điều tra nguyên nhân tử vong đã vội làm tang lễ? Chỉ là tai nạn không nghiêm trọng. Sao đột ngột qua đời? Anh muốn biết gì? Sau đó cô nói trước có một người đàn ông đến tìm bọn họ. Đông Su đưa danh thiếp cho cô nói có manh mối gì thì tìm mình. Bên khác, đầu bếp Song đến xưởng sửa xe tìm chiếc xe bị tai nạn của mình. Hóa ra anh nhớ lúc trước mình để quên giấy vay nợ trên xe. Nếu giờ đã là giám đốc ngân hàng, anh sẽ điều tra ai đã vay tiền dưới tên mình. Đang tìm kiếm thì bị thợ sửa ngăn cản. Anh là ai? Tôi là chủ của chiếc xe này. Nhưng chủ xe đã qua đời rồi mà. Anh đành nói mình là bạn thân của chủ xe. Khi biết xe này là vật chứng quan trọng, không ai được động vào đồ bên trong. Anh bất lực đành bỏ cuộc. Khi về tới nhà, người vợ Jeon Hwa đột nhiên gọi điện tới cho anh. Hóa ra Jeon Hwa nhận được 2 tỷ tiền mặt nên quyết định gọi tới để cảm ơn. Nghe giọng của vợ qua điện thoại, anh cảm động nghẹn ngào. Đành chuyển chủ đề khác. Có thể nói tôi biết tên của anh không? Gì cơ? Tên á? Tôi không tiện nói ra. Anh vội chuyển chủ đề, dặn Jeon Hwa ăn no ngủ kỹ không thì đổ bệnh. Lại hỏi tình hình của quán ăn và gia đình. Jeon Hwa nghe cảm động bật khóc. Thầm thấy may mắn vì chồng mình có bạn tốt như thế. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh vội tắt điện thoại. Hye-jin bưng một bát thuốc đi vào. Hyun Cheon nhận lấy uống cạn một hơi làm Hye-jin hơi bất ngờ. Trước đây Hyun Cheon chưa từng uống thuốc bắc. Nay mọi mặt đều không giống với trước kia. Anh đành giải thích là do muốn mau chóng bình phục. Hye-jin nói mình đã trao đổi với ngân hàng, chẳng bao lâu anh sẽ đi làm. Hôm sau, bà Song tìm Man Jong đưa anh ta một phong bì dày cộp. Hy vọng Man Jong sẽ giúp Hyun Cheon mau khôi phục trí nhớ. Đồng thời nói anh ta có yêu cầu gì cứ nói.
Ngoài miệng Man Jong nói không cần nhưng tay lại rất thành thật. Anh ta nói mình sẽ cố gắng giúp đỡ Hwin Cheon. Sau đó Man Jong tìm một bà đồng. Bà đồng khua tay múa chân không ngừng, còn liên tục rắc gạo vào người Hwin Cheon. Hwin Cheon thấy đời này không còn gì nuối tiếc. Ai dè bà đồng đang nhảy rất hăng thì xui xẻo bị treo chân. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Lúc này sứ giả câu hồn xuất hiện. Hóa ra anh luôn ở cạnh đầu bếp xong. Hwin Cheon vội cầm ấm nước dưới đất lên, ngậm nước phun vào người bà đồng. Hành động này làm sứ giả câu hồn cũng thấy đau mắt. Một bên khác, tình nhân ngoài luồng lại nhớ giám đốc xong, nên gọi điện thoại hẹn gặp mặt anh ở chung cư. Cô ta còn định ngon ngọt vài câu. Ai dè đầu bếp xong đồng ý ngay tức khắc. Khi bước đến cửa phòng, Hyo-ju liền kéo anh vào trong ngả vào lòng ôm ấp vuốt ve. Một người ngay thẳng như đầu bếp xong bèn đẩy cô ta ra. Nhưng Hyo-ju lại càng chủ động tấn công, làm anh ngộ ra quan hệ giữa chủ nhân cơ thể này và cô ta. Hyo-ju vô cùng ngờ vực về biểu hiện của giám đốc. Nói đừng có đối xử với mình như thế, nếu không anh sẽ hối hận. Nhưng dù Hyo-ju có nói gì thì anh vẫn không dao động. Nói một câu bye bye rồi định chuồn. Đến khi ra khỏi cửa, mắt nhìn của thằng nhóc này thật là... Vợ đẹp ở nhà thì không muốn, lại đi tìm một phụ nữ xấu. Đến tối Hye-jin mang thuốc đến cho Hwin Cheon, thấy anh lại uống cạn một hơi. Hye-jin xoay người định rời đi. Đúng lúc đó đầu bếp xong đứng dậy gọi cô lại, xin lỗi vì có người phụ nữ khác, đã làm tổn thương cô. Nghe được câu xin lỗi của chồng, Hye-jin không nhịn được đỏ khóe mắt. Bên khác, Ji-su nhận được tin nhắn hẹn ngày mai gặp mặt của giám đốc xong, nhớ lại thời gian vui vẻ ở cạnh ba. Ji-su lại chìm trong đau đớn. Hôm sau hai người hẹn gặp ở quán pizza. Đầu bếp xong gọi món pizza nhân tôm mà con gái thích nhất, sau đó hỏi về cuộc sống gần đây của gia đình. Ji-su nói anh mới biết, sau khi mình qua đời, gia đình mất đi một trụ cột chính. Jeon Hwa phải làm thuê ở cửa hàng tiện lợi. Bố anh tối nào cũng làm thuê ở công trường để trang trải cho gia đình. Nghe xong trong lòng anh chua xót, nói mình sẽ giúp đỡ gia đình. Còn bảo con gái ăn uống đầy đủ, kiên cường lạc quan đối diện với cuộc sống. Một bên khác, Đông Su được xưởng sửa xe gọi điện đến. Biết chuyện giám đốc xong đến xưởng tìm giấy tờ. Đông Su lật tìm trong khoang xe thấy một tập giấy tờ, nhưng không biết để làm gì. Anh lập tức đi tìm Jeon Hwa xác nhận là giấy tờ vay ngân hàng của họ. Khi biết chồng vẫn chưa vay tiền, nhưng trên hệ thống lại có tên của anh, Đông Su dám chắc đầu bếp xong qua đời là do có người khác làm hại. Đồng thời nghi ngờ người Jeon Hwa từng nhắc đến và người tìm tài liệu là một. Buổi tối Man Jong hẹn Hwin Cheon đi uống rượu, tán gẫu về chuyện hồi nhỏ xem có giúp anh lấy lại trí nhớ không. Nhưng đầu bếp xong biết mình không đơn giản là mất trí nhớ. Lúc ngà ngà say hai người bắt đầu cảm khái, cùng nói về chuyện đau lòng của mình. Đầu bếp xong bắt đầu kể với Man Jong mình bị sứ giả câu hồn bắt nhầm, sau đó nhập vào cơ thể của giám đốc xong. Man Jong nghe xong không thèm tin, còn sứ giả câu hồn ở xa đã nghe không sót một chữ nào. Anh vô cùng hổ thẹn và bất lực vì không thể giúp anh trở về ban đầu, nên đành dùng phép thuật để cầu cứu Kang Ho. Có vẻ người càng lợi hại hơn sắp ra sân. Linh hồn ông chú béo tốt hơn 100 cân nhập vào cơ thể một giám đốc điển trai, nhân lúc không có người bèn lẻn vào nhà lục lọi phòng, chỉ để lấy đống quần lót yêu quý và thẻ căn cước đẹp trai người người của mình. Đến tối Jeon Hwa nhận ra không thấy quần lót của chồng đâu. Trộm quần lót, có nên báo cảnh sát không? Hye-jin bên này chuẩn bị đi tắm chợt thấy phòng tắm rất lộn xộn. Sau đó cô xếp lại quần áo cho chồng. Ai dè phát hiện có nhiều thêm 10 cái quần lót. Cô cầm quần lót đi tìm Hwin Cheon hỏi anh lấy đâu ra 10 cái quần lót này. Đây là đồ của người khác. Anh không giỏi giải thích, đành cầu xin lần sau để mình tự chọn quần lót. Sau đó ôm đồ bỏ chạy. Hành động này làm Hye-jin càng nhìn càng không hiểu. Đột nhiên thầy giáo của con gọi điện tới bảo Hye-jin đến trường. Thầy giáo lôi ra từ cặp sách của Giang Ho rất nhiều loại dụng cụ, nói thẳng với cô phải quản lý con chặt chẽ. Hye-jin đi ra chất vấn Giang Ho, sao lại mang nhiều dụng cụ đến hả? Giang Ho lại đáp con tìm kho báu, con có bản đồ kho báu. Con hư tại bố, cô đành trở về định bảo Hwin Cheon phải dạy con cho nghiêm. Lúc đi làm Hye-jin nhận được thông báo tham gia cuộc thi toán học của con gái. Thầm nghĩ rốt cuộc trong nhà đã có người nhờ cậy. Cô mải nhìn điện thoại, không may đụng phải người khác. Hye-jin vội xin lỗi người kia. Anh ta đáp lại không sao, thấy áy náy thì giúp tôi một chuyện. Sau đó nhờ cô chọn quần áo cho bố mẹ mình. Còn ánh mắt nhìn Hye-jin của anh ta có hơi mất tự nhiên. Người này tên Kim Hwin, là một giám đốc kinh doanh vừa được điều tới. Anh ta đã quan sát Hye-jin từ lâu. Lúc nói chuyện mới biết Hye-jin chỉ là nhân viên tạm thời. Anh gọi người đến muốn thăng cô thành nhân viên chính thức. Nhưng cấp dưới nói chồng của Hye-jin là giám đốc ngân hàng, cho rằng cô đi làm không phải vì tiền. Jeon Hwa đang làm việc đột nhiên nhớ ra, giọng của người cho tiền mình rất giống với gã kỳ quặc ở trước cổng nhà. Cô càng nghĩ càng thấy sai sai bèn gọi điện để xác nhận. Bên này Hye-jin đang chuẩn bị thuốc cho Hwin Cheon. Mở tủ lạnh ra phát hiện Hwin Cheon chưa ăn củ cải mà mình thích nhất. Cô bưng bát thuốc vào phòng làm việc. Lúc này Jeon Hwa gọi điện tới. Hye-jin nhìn thấy tên người dùng trên màn hình là hai chữ vợ yêu. Xin chào, Jeon Hwa căng thẳng quá tắt điện thoại. Hye-jin hỏi anh có ăn củ cải không nhưng Hwin Cheon đáp mình không thích ăn. Dường như cô đã nhận ra điều gì. Anh vốn không phải Hwin Cheon đúng không?
cô hoài nghi chồng mình đã bị tráo đổi. Anh, không phải Hyun Cheon. Câu nói này của Hyun Cheon làm đầu bếp Song giật nảy người. Anh là, Hyun Cheon mà. Nghe được câu trả lời của chồng, Hye Jin cảm thấy có thể do di chứng của vụ tai nạn quá nghiêm trọng. Cô không biết rằng linh hồn người nhập vào chồng mình cũng tên là Hyun Cheon. Đêm đến đầu bếp Song trằn trọc không ngủ được. Hye Jin hỏi anh, mỗi lần không ngủ được, anh đều làm cái đó. Anh có muốn không? Hyun Cheon trợn trừng mắt. Ai dè Hye Jin đưa anh một quyển trò chơi toán bảo anh tự đi nghiên cứu. Một bên khác Dong Su tìm Jeon Hwa, phát một đoạn video cho cô. Đối tượng tình nghi từng đến tiệm cô mua đồ, bảo cô nên cẩn thận. Hôm sau, Hyun Cheon dậy sớm mặc quần áo tươm tất để gồng mình đến công ty. Đồng nghiệp thấy giám đốc vội đến chào hỏi. Còn Hyun Cheon lại khép nép luôn cong người, làm nhân viên phải sởn gai ốc. Đây là giám đốc chi nhánh cứng ngắc độc tài lúc trước sao? Thư ký dẫn anh vào văn phòng. Phó giám đốc chi nhánh vội bước vào chúc mừng. Đầu bếp Song chợt đứng dậy khom người cảm ơn làm ông ta bất ngờ. Nhưng lúc rời đi đầu bếp Song nói một câu làm bọn họ đoán giám đốc đang giả ngốc. Bởi trước đây giám đốc Song thường nói, cứ nhìn mà làm. Đầu bếp Song nhàn rỗi ngồi trong phòng. Đang định thở ngắn than dài thì một đồng nghiệp nữ bước vào. Anh nhìn đã biết là tình nhân ngoài luồng của Hyun Cheon. Giữa lúc hai người đang gượng gạo, Man Jong gõ cửa bước vào. Hóa ra Man Jong đang làm bảo vệ ở đây. Nhưng đồng nghiệp không biết quan hệ của hai người. Khi Man Jong rời đi, đầu bếp Song quyết định đọc sách để tìm linh cảm. Sau đó ngạc nhiên phát hiện mình đọc hiểu hết nội dung trong sách. Chẳng lẽ ký ức của giám đốc Song vẫn chưa biến mất mà chỉ bị ẩn đi? Lúc này thư ký báo có điện thoại từ nước ngoài bảo anh xử lý vài chuyện. Anh căng ra đầu đứng phắt dậy. Sau đó bất ngờ phát hiện mình nghe hiểu hết những gì đối phương nói. Nhưng đầu bếp Song không thể làm tiếp vì anh không biết mật khẩu hệ thống. Lúc đó tổng giám đốc gọi điện thoại hỏi thăm. Anh thuận miệng nói mình mất trí nhớ nên quên mật khẩu. Tổng giám đốc bèn chỉ cho anh. Nhưng đầu bếp Song chợt ngờ vực sao giám đốc biết mật khẩu của mình. Song xuôi Hyun Cheon muốn tan ca sớm, bước ra hỏi mình nên gặp ai để được phê duyệt. Câu này làm mọi người đứng hình. May mà Man Jong nói anh là giám đốc chi nhánh, thích tan làm lúc nào cũng được. Giám đốc Song khép nép rời đi làm mọi người cảm thấy anh biến thành người khác. Bên khác Ato gửi tín hiệu đã hẹn gặp được Kang Ho. Nhưng khi thấy người đến anh không khỏi thất vọng. Quả nhiên người đến là một nhân vật lớn. Được gọi là Kang Ho 11.894 nhân cách. Sau đó cô nói mình sẽ ở đây đến khi đầu bếp Song trở về nhà mới thôi. Người đẹp chân dài này bước đến cạnh đầu bếp Song. Hyun Cheon giây trước còn chìm trong bi thương. Không nhịn được dán mắt nhìn người đẹp không rời mắt. Đến khi anh quay đầu lại. Giây tiếp theo, người đẹp đã biến mất trong đám đông. Sau đó xuất hiện cạnh đầu bếp Song bằng trạng thái tàng hình. Hóa ra hai người là sứ giả câu hồn Ato và Kang Ho. Mấy tiếng trước Hyun Cheon nhận ra mình nghe hiểu tiếng Anh. Nên anh đến thư viện thử xem mình có đọc hiểu tiếng Anh không. Ai dè anh đọc hiểu thật. Anh lại thử với tiếng Trung, nào ngờ cũng đọc hiểu. Anh thầm thấy chấn động. Sau đó anh chợt phát hiện cuốn tự truyện do giám đốc Song viết. Khi đọc lý lịch ưu tú bên trong của giám đốc Song, anh ngồi phịch xuống đất như một quả cầu xẹp hơi. Cảm thán hai người cùng họ cùng tên mà sao khác biệt đến thế. Lúc này sứ giả câu hồn xuất hiện bên cạnh anh. Tò mò hỏi sao anh đọc được sách tiếng Anh. Kang Ho nói do đại não giám đốc Song từng biết những kỹ năng này. Chỉ là chết rồi nên bị ẩn đi mất. Sau đó biến thành một người đẹp gợi cảm đi ngang qua để thử đầu bếp Song. Ai dè anh chỉ dán mắt vào cặp đùi trắng nõn, không muốn rời mắt một giây nào. Ato ngạc nhiên nhìn đầu bếp Song, thầm nghĩ đã nhìn nhầm anh thật rồi. Kang Ho hiện thân đứng cạnh đầu bếp Song, ông chú cũng thích người đẹp mà thôi. Nên Kang Ho lo lắng một chuyện. Hye Jin xinh đẹp như vậy, sợ rằng anh sẽ không ngoan ngoãn quay về bên vợ. Anh đã mắc sai lầm cực lớn đấy. Lời này càng làm Ato sầu não. Đến tối đầu bếp Song không ngủ được, thấy Hye Jin vẫn chưa lên giường đi ngủ. Ra ngoài gặp Hye Jin đang đứng ở phòng khách nên hỏi cô sao vậy. Khi biết con trai đi tìm kho báu với bạn, anh bật cười như điên. Bảo Hye Jin không nên lo lắng, đàn ông đều lớn bằng cách này. Hye Jin rất tò mò sao chồng không nổi giận với con trai. Sao phải tức giận? Chăm sóc con đâu phải chuyện của riêng người mẹ. Nửa đêm anh tỉnh dậy thì thấy Hyun Cheon đang ngủ ngoài sofa. Đầu bếp Song quay về lấy chăn đắp cho cô. Sự ân cần của anh làm Hye Jin làm dao động. Bên khác, nhóm Giang Ho đi tìm kho báu bị lạc đường. May mà gần đó có một ngôi miếu, mấy nhóc đi và năm nỉ được ngủ qua đêm. Trụ trì tốt bụng đã cho ở lại. Sáng sớm hôm sau, trong lúc đàm đạo trụ trì phát hiện mấy nhóc này bỏ nhà đi bụi, nên tức giận đuổi cả đám ra khỏi miếu. Bên khác, một nhà báo đến cục cảnh sát, mượn cớ đến phỏng vấn để đặt máy nghe lén dưới bàn làm việc của Dong Su. Đợi khi anh ta rời đi, Dong Su tán gẫu với đồng nghiệp về vụ án của đầu bếp Song. Cảm thấy chuyện vướng vào một khoản vay của anh rất đáng ngờ. Rõ là chưa vay mà có tên trong hệ thống. Anh kiểm tra tài khoản của đầu bếp Song không thấy có lịch sử nhận tiền. Nhưng Dong Su không ngờ mọi điều anh nói đã bị người khác nghe lén. Dong Su đến ngân hàng của giám đốc Song để hỏi thăm. Sau khi nói về tình hình vụ án, đầu bếp Song chợt nghĩ ra gì nên chạy vội ra ngoài. Anh phát hiện đây là ngân hàng mình đến vay lúc trước, nhưng rõ ràng anh chưa làm thủ tục. Anh muốn làm rõ với nhân viên thì bị Hyun Cheon chặn miệng. Anh không dám tin đây chỉ là trùng hợp, nên chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình ở trong gương. Anh phẫn nộ đến đỉnh điểm.
oán trách giám đốc xong không tin lời mình nên mọi chuyện mới thành thế này. Anh tức giận đấm vỡ gương làm phó giám đốc đi sau sợ tái mét mặt. Đầu bếp xong nổi giận đùng đùng trở về văn phòng, nói chỉ tại giám đốc chi nhánh xong mới làm vụ tai nạn xảy ra. Anh phải giúp Đông Xu điều tra vụ án để giúp mình đòi lại sự công bằng. Lời này làm Đông Xu ngơ ngác. Giám đốc chi nhánh đuổi người đi không phải là anh sao? Đầu bếp xong mới bừng tỉnh bây giờ mình đang là giám đốc xong mà. Chết tiệt, là tôi. Đợi Đông Xu rời đi anh mới thở dài một hơi. Đến khi mở mắt, anh đột nhiên nhấp chuột mở bài hát mà giám đốc xong thích nhất. Bỗng nhiên đầu bếp xong kích động nhìn vào tay mình bằng vẻ ngỡ ngàng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ý thức của Huyên Cheon vừa mới điều khiển cơ thể này? Đầu bếp xong ưu phiền buổi tối đi uống rượu một mình. Anh còn gọi Hyo-ju đến, muốn nhờ Hyo-ju điều tra giúp mình chuyện khoản vay dưới tên đầu bếp xong. Hyo-ju nói không cần điều tra, bởi chuyện này do anh làm. Còn khuyên anh không nên bới móc nếu không người tổn thương sẽ là anh. Đầu bếp xong căm giận nghiến răng. Lúc này Hye-jin gọi điện tới bảo anh cùng đi tìm con trai. Đầu bếp xong vốn đang phiền não nên mất kiên nhẫn quát cô. Hyo-ju cảm thấy đối xử với vợ như vậy mới thực sự là Huyên Cheon. Đầu bếp xong lại hỏi bọn họ thân thiết nhau ra sao. Hyo-ju đáp thân thiết đến mức biết mọi chuyện xấu của anh. Anh cảm thấy sụp đổ, ngồi trong công viên để được yên tĩnh. Ai dè điện thoại lại nhận được tin nhắn hẹn hò của một phụ nữ lạ. Thằng nhãi này lăng nhăng vậy sao? Túng cái váy là có bao nhiêu phụ nữ? Đầu bếp xong đến để tìm hiểu. Hóa ra đây là giáo viên kèm riêng Huyên Cheon từng mời về. Khi biết mình là hội viên, anh bèn tập luyện như chưa từng được tập luyện. Điều chỉnh máy chạy ngày càng nhanh, chạy không kịp thì bám víu mà chạy. Làm cô gái tưởng anh bị điên. Còn mục đích của anh là hủy hoại cơ thể này. Anh sử dụng quá độ đủ loại máy móc để xả những cảm xúc dồn nén trong lòng. Cuối cùng anh hỏi cô gái đã đánh bài bao giờ chưa. Làm cô gái lương thiện này tức giận rời đi. Hôm sau Jeon Hoa đến siêu thị tìm đồng nghiệp mới, nhờ cô lưu ý giúp mình người khả nghi trong video. Ai dè trùng hợp anh ta đến mua đồ. Jeon Hoa giả bộ bình tĩnh đi ra định gọi điện báo Đông Xu, nhưng anh ta đi ngang qua làm rơi điện thoại cô. Jeon Hoa thấp thỏm nhận lấy điện thoại. Khuôn mặt của người tình nghi bị ánh nắng che khuất. Đầu bếp xong nhập hồn vào người tài phiệt, phát hiện anh ta có 50 tỷ dưới danh nghĩa. Anh không khỏi chấn động, cảm thấy anh ta có được số tiền này nhờ thủ đoạn bẩn. Anh tức giận với hành vi của giám đốc xong, trở về nhà nhìn đống đồ vest sang trọng của anh ta, phẫn nộ vứt hết xuống đất. Lúc này Huyên Cheon bước vào nhắc lại chuyện con trai bỏ nhà đi bụi. Cô phẫn nộ lên án chồng không quan tâm đến con. Huyên Cheon vốn đang tức giận cắt lời cô, im ngay. Anh kể những chuyện xảy ra sau tai nạn cho Hye-jin nghe, còn nói mình căm ghét cơ thể này. Nếu không nghĩ đến hai gia đình thì anh đã hủy hoại nó rồi. Đến khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình không nên nóng giận với Hye-jin. Anh cần có thời gian để ổn định cảm xúc. Hye-jin sững sờ, không biết lời chồng nói là thật hay giả. Sau khi tan làm đầu bếp xong hẹn gặp Jeon Hoa. Khi tới nơi thì thấy Jeon Hoa đã đổi kiểu tóc. Anh cảm thấy kiểu này rất đáng yêu. Jeon Hoa nói đây là kiểu tóc bắt buộc của công ty bảo hiểm. Sau đó cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình. Còn hỏi anh tại sao lúc đó mặc đồ bệnh nhân đến cổng nhà mình. Còn gọi mình là vợ. Huyên Cheon nói mình tên là Man Jong, lúc đó bị bệnh nên vẫn cần điều trị. Jeon Hoa tưởng anh mắc bệnh tâm thần nên tỏ ra cực kỳ thấu hiểu mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó cô nói mình quen biết hết bạn của đầu bếp xong, nhưng chưa từng thấy anh. Đầu bếp xong đành nói mình và chồng cô có quan hệ đặc biệt. Thời trẻ mua chung vé số với nhau đã trúng giải, nhưng do nổi lòng tham nên anh ôm tiền bỏ chạy. Biết tin đầu bếp xong qua đời tâm trạng không yên nên hỗ trợ bọn họ 20 tỷ. Anh lại hỏi Jeon Hoa có nhớ chồng không. Khi nghe Jeon Hoa nói mình rất nhớ chồng, tôi cũng rất nhớ bà. Chậc chậc, xin lỗi. Jeon Hoa nhìn anh, bảo anh phải cố gắng điều trị. Sau đó hai người đi trên phố. Một chiếc xe buýt lao đến anh vội kéo Jeon Hoa lại theo bản năng. Jeon Hoa cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề về tâm thần. Khi hai người bước đến cửa ngân hàng, Jeon Hoa hỏi nếu đầu anh có vấn đề thì có ảnh hưởng đến năng lực đếm tiền không. Tôi không chạm vào tiền, đã có máy đếm hộ. Trùng hợp Man Jong đứng ngoài cổng nhìn thấy cảnh hai người đi với nhau. Anh ta ngạc nhiên vì khẩu vị đặc biệt của bạn mình. Tối đó bèn hẹn gặp bà Song mách anh đang yêu một cô gái quê mùa. Bà Song chấn động sao con trai vậy nên dựa theo địa chỉ đến nhà Jeon Hoa. Bà ta giới thiệu xong định nói về chuyện của Huyên Cheon thì đột nhiên nổi hứng nhảy múa. Hóa ra là do Kang Ho và Ato dùng phép thuật thao túng bà Song. Hôm sau trợ lý Kim gọi Hye-jin vào phòng làm việc. Anh định tạo một tổ công tác muốn mời cô tham gia. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên Hye-jin đã gật đầu đồng ý, sau đó ký hợp đồng. Lúc ra về trợ lý Kim hỏi cô sao không đeo nhẫn cưới. Hye-jin đáp do không tiện làm việc. Cô vẫn nên đeo nó đi. Để tôi không hiểu nhầm cô vẫn đang độc thân. Buổi tối đầu bếp xong trở về nhà tựa vào ghế ngủ thiếp mất. Tiếng gõ bàn đánh thức ông dậy. Đừng xúc phạm tôi. Tôi không phải loại người đó. Tài xế chở xe tải này đã ngủ thiếp mất. Còn ba học sinh đi ngược đường thì không hay biết. Lúc sắp bị xe tải tông trúng, ba cậu mới ý thức được khom người né tránh. Đột nhiên đuôi xe tải dựng lên trời. Đống hoa quả bay về phía bọn họ. Cảnh tượng này làm ba cậu nhóc há hốc mồm.
Bỗng nhiên thời gian ngừng lại, sau đó mọi thứ trở về nguyên trạng. Hóa ra là sứ giả câu hồn Ato xuất hiện cứu bọn họ. Ato nói phía trước có chỗ ngủ, bảo bọn nhóc ngày mai phải mau về nhà. Đáp xong, Ato đã biến mất không bóng dáng. Cảnh tượng thần kỳ này đã được chiếc camera trên đầu Giang Ho ghi lại. Sau khi ngủ qua đêm ở chỗ Ato chỉ, hôm sau Giang Ho đến trường đã xảy ra tranh chấp với Jisoo. Cô bạn đánh đá bên cạnh Jisoo lao vào đánh Giang Ho. Lúc này Jeon Hoa và đầu bếp xong cùng nhận được cuộc gọi của giáo viên. Anh vốn không muốn đi nhưng khi nghe Giang Ho đánh nhau với Jisoo, anh vội chạy đến trường. Chào hỏi ra mới biết hai người vốn là người quen. Khi biết do Giang Ho nói Jisoo không ra gì, lòng bảo vệ con gái trào dâng. Giang Ho bị anh dạy dỗ một trận. Lời này bị Hye Jin vừa đến nghe thấy. Còn Jeon Hoa không nhịn được tò mò. Con trai anh là Song Giang Ho. Sao anh lại tên Man Jong? May mà Hye Jin bước vào giải vây cho Hyun Cheon. Phụ huynh hai bên xin lỗi lẫn nhau. Chuyện này được giải quyết gọn nhẹ. Đầu bếp Song ra ngoài nhìn theo bóng lưng của Jeon Hoa, lòng ngũ vị tạp trần. Lúc sắp rời đi cùng Hye Jin, Jisoo chạy ra gọi anh lại. Nhìn con gái không còn chịu oan ức, anh đau lòng ôm cô bé rưng rưng nước mắt. Cảnh này bị Hye Jin bắt gặp. Cô ngồi trong xe không thể nào xoa dịu cơn giận. Cô không hiểu tại sao chồng mình tốt với Jisoo như vậy. Đến tối Hye Jin tan làm trở về nhà, loay hoay mãi vẫn không mở được xe. Cô định đi bộ về thì bên ngoài nổi gió, mưa như chút nước. Lúc này Kim Hyun xuất hiện giúp đỡ làm trong lòng cô nổi gợn sóng. Ban đêm Hye Jin trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau Hye Jin đề nghị ký giấy ly hôn. Ban đầu cô vốn đợi chồng khôi phục trí nhớ mới ly hôn, nhưng giờ cô không muốn bị tổn thương thêm nữa. Anh hỏi cô sao ngay từ đầu không ly hôn với giám đốc Song, sao bây giờ lại muốn ly hôn với tôi? Anh nói gì thế? Được, vậy thì ly hôn. Khi anh rời đi, Hye Jin lại rơi vào trầm mặc. Buổi tối Giang Ho kiểm tra camera, ngạc nhiên phát hiện Ato trong video đã biến mất. Cậu hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, nhận ra ngoài cửa có thêm một quả táo. Đầu bếp Song tình cờ phát hiện tài khoản có nhiều thêm 50 tỷ. Anh nghi ngờ đây là tiền bẩn nên nhờ phó giám đốc chi nhánh đến giúp đỡ. Trùng hợp bà Song đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nghe nói hàng ngày con trai ngoan ngoãn ngồi xe buýt đi làm. Bà bèn khuyên anh từ chức, mình sẽ mua một chiếc xe sang cho anh tiêu khiển. Dù sao bố đã để lại di sản 50 tỷ đủ để anh sống sung túc một đời. Đầu bếp Song nghe xong trợn mắt há mồm. Hóa ra 50 tỷ này không phải làm ăn phi pháp. Sau đó bà Song hỏi con trai sao lại yêu đương với Jeon Hoa. Để Hye Jin biết được thì phải làm sao? Hyun Cheon ngạc nhiên hỏi sao mẹ lại biết. Bà Song mắng con trai một trận, nói đàn ông có tiền toàn đức hạnh này. Đã thế đầu bếp Song còn nói bọn họ đã có con với nhau. Làm bà Song tức giận lên cơn đau tim. Sau đó bà Song nhờ Man Jong nghe ngóng công ty bảo hiểm mà Jeon Hoa đang làm. Định gặp bà lần nữa. Để cảm ơn Man Jong, bà Song quyết định nhảy một bài cho anh ta xem. Hôm sau bà Song liên lạc với Jeon Hoa nói mình hẹn gặp mua bảo hiểm. Jeon Hoa cảm thấy đây là khách sộp nên vui vẻ ngồi lên xe tìm bà ta. Ai dè khi hai người gặp mặt, hóa ra là bà thím múa trước cổng bữa trước. Bà Song nói mình là mẹ của giám đốc Song, quan tâm hỏi đứa nhỏ đã bao tuổi. Jeon Hoa nói con gái mình đã học lớp 7. Trời ạ, lớn bằng cháu trai mình. Vậy thì lúc kết hôn đã có người phụ nữ khác. Thằng trời đánh này. Bà quay ra xin lỗi Jeon Hoa, nói thời gian qua đã để cô nhọc lòng. Còn tỏ vẻ vô cùng cảm thông mối tình vụng trộm sâu sắc của hai người. Làm Jeon Hoa ngơ ngác, thậm chí sứ giả câu hồn ngồi cạnh cũng không ngấm nổi nữa. Sau đó bà Song hỏi Jeon Hoa muốn gì nhất, bà sẽ cố gắng thỏa mãn cô. Bà Hoàng bảo hiểm, xin lỗi, bà Song nói giờ đang nhận lại quan hệ, không được nghĩ gì nói nấy. Hy vọng sẽ được gặp cháu gái, để con bé cảm nhận được hơi ấm gia đình. Ato thấy mọi chuyện sắp vượt quá tầm kiểm soát, vội dùng phép thuật lên người bà Song. Thế là bà Song bất giác đứng dậy bắt đầu nhảy múa. Jeon Hoa thấy cơ hội chuồn đã đến, còn Ato thì cúi người xin lỗi bà. Bên khác đầu bếp Song đang trách Man Jong nói mọi chuyện cho bà Song. Man Jong cảm thấy bạn mình lừa gạt người khác là không đúng, còn cười nhạo khẩu vị của anh thật đặc biệt. Đột nhiên Man Jong cảm thấy có gì sai sai. Cậu nhớ ra rồi à? Lúc này ông Song đang khuân tấm thép lên tầng chót ở công trường. Không may dẫm vào ống sắt, trượt chân sắp ngã nhào xuống dưới. Đột nhiên tấm thép bị giữ chặt. Một sức mạnh thần bí giữ lấy ông Song sau đó kéo ông lên. Tấm thép bị nghiêng rơi xuống dưới. Ông Song thấy người bên dưới vẫn bình an vô sự, không khỏi thở phào một hơi. Hôm nay Đông Su trao đổi với Jeon Hoa về vụ án, biết được anh không tên là Man Jong mà cùng họ cùng tên với chồng mình. Đông Su nói lúc trước giám đốc Song từng lấy giấy tờ vay, trước đó còn xung đột gay gắt với chồng cô về chuyện khoản vay nên nghi ngờ giám đốc Song. Nhưng Jeon Hoa không tin lắm, cô nói hai người là bạn tốt chứ không phải người xấu, làm Đông Su cảm thấy hơi khó hiểu và mất phương hướng. Ato cũng vô cùng bất lực. Hyo Ju nhận được một tin nhắn thần bí nói có người đang điều tra chuyện này. Thấy giám đốc Song vẫn tò mò về khoản vay, cô ta nhắn tin hẹn anh nói chuyện. Đến phòng làm việc, cô ta nói anh không được bới móc chuyện này nữa. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra, nếu tiếp tục danh tiếng của anh sẽ chạm đáy. Nhưng anh lại hỏi ngược cô ta sao biết cảnh sát đang điều tra. Làm Hyo Ju sửng sốt. Trùng hợp cấp dưới Ha gõ cửa, Hyo Ju hầm hầm rời đi.
Anh bảo cấp dưới Ha điều tra giúp mình lịch sử khoản vay lúc trước, phát hiện người phụ trách tên Seung Oh đã trả hết khoản vay lúc anh nằm viện. Sau đó anh gọi điện cho ngân hàng biết được Seung Oh đã từ chức được 6 tháng. Bên khác Dong Soo phát hiện Jeon Hwa để lại giấy thừa kế nên gọi điện hỏi cô. Hai người hẹn gặp mặt ở ngân hàng giám đốc xong. Khi Jeon Hwa đến ngân hàng bị Man Jong chặn lại. Man Jong hỏi cô đến đây làm gì, còn định đuổi cô đi. Jeon Hwa nhìn thấy bảng tên trên ngực Man Jong, định nói cho ra lẽ thì đầu bếp xong chạy đến. Ông vô cùng mừng rỡ khi gặp Jeon Hwa. Lúc này Dong Soo cũng đi đến. Ông mời hai người đến phòng làm việc. Jeon Hwa ngạc nhiên khi biết ông là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Còn đầu bếp xong chỉ cười ngờ nghệch. Sau đó Jeon Hwa tích cực giới thiệu bảo hiểm cho Dong Soo. Dong Soo cũng rất muốn giúp nhưng ngặt nỗi tiền lương bèo bọt. Đầu bếp xong vợ mình vất vả, bất giác thấy vô cùng đau lòng. Sau đó Dong Soo hỏi anh sao lần trước không nói mình là bạn của đầu bếp xong. Anh không giải thích được chỉ lắp bắp, cuối cùng nói có lẽ do hiểu nhầm. Khoản vay đã được trả lời nên không cần truy cứu nữa. Dong Soo vẫn thấy đáng nghi. Tan làm, phó giám đốc chi nhánh tìm anh. Bảo anh lúc trước họp hàng tháng đều có camera ghi lại. Mở ra xem có khả năng sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ. Nên anh mở video ra xem thấy giám đốc Song từng là người nghiêm túc khắt khe. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện cảnh mình đi vay. Nhưng lần này là ở góc nhìn của giám đốc Song. Anh cảm thấy vô cùng khủng bố. Bởi đây là ký ức của giám đốc Song. Đột nhiên Jeon Hwa gọi điện tới. Hóa ra hôm trước đầu bếp Song muốn làm bảo hiểm. Jeon Hwa gọi đến để hỏi số thẻ căn cước của anh. Ai dè sau khi anh nói ra số căn cước của mình. Đây là số căn cước của chồng tôi. Anh là ai? Đầu bếp Song nghe xong hoảng hốt tắt điện thoại. Buổi tối Jeon Hwa kiểm tra danh sách bảo hiểm. Ngạc nhiên phát hiện giám đốc Song từng gặp tai nạn xe. Thời điểm xảy ra tai nạn trùng khớp với chồng cô. Liên tưởng những chuyện kỳ lạ gần đây. Trong đầu Jeon Hwa lóe lên một suy nghĩ không tưởng. Đầu bếp Song gọi Hyo Ju vào phòng làm việc. Hỏi cô ta trừ làm giả khoản vay của đầu bếp Song thì còn làm giả những ai khác. Thấy Hyo Ju nói ngập ngừng không rõ. Anh nói tôi là người yêu danh tiếng như mạng. Sao chỉ vì 4 tỷ tiền vay mà mạo hiểm như thế? Thấy Hyo Ju không đáp lại. Đầu bếp Song nói nếu tôi lấy được ký ức thì cô cũng không sợ sao. Hyo Ju cứng miệng nói không sợ. Đầu bếp Song thấy vậy bảo cô ta rời khỏi phòng làm việc, sau đó thở dài một hơi. Hóa ra vừa nãy anh học dáng vẻ nói chuyện của giám đốc Song, định moi chút thông tin từ miệng Hyo Ju. Lúc này giám đốc ngân hàng đến, dẫn theo hai thầy dạy bổ túc cho anh. Nói hôm nay tan làm sẽ mời anh một bữa, để chúc mừng anh xuất viện, cũng là tán gẫu chuyện vẫn chưa nói xong. Dáng vẻ khép nép của Hyun Cheon làm giám đốc thấy hơi kỳ lạ. Lúc ông ta rời đi, thấy Hyo Ju bèn dừng lại liếc mắt ra hiệu với cô ta. Chẳng lẽ giữa hai người có bí mật gì? Mà hành động này đã bị phó giám đốc chi nhánh nhìn thấy. Một bên khác, Kim Hyun mời Hye Jin đi ăn thịt bò. Còn nói mình thích nhất đi ăn với người yêu vì làm thế sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hye Jin dù hiểu nhưng vẫn giả vờ không biết. Sau đó hai người nói về chuyện công việc. Kim Hyun đã tìm hiểu được tình trạng hôn nhân của cô và chồng. Còn nói giờ có nhiều cặp vợ chồng tình cảm lạnh nhạt nhưng vẫn cứ sống với nhau. Hye Jin cảm thấy quan hệ hôn nhân tốt hay xấu không thể tóm gọn trong một lời. Kim Hyun nói mình cũng từng ly hôn nên hiểu cảm nhận hiện giờ của cô. Nhưng trước anh kết hôn không tình yêu nên muốn tìm một phụ nữ thấu hiểu mình. Tan làm Man Jong tìm Hyun Cheon, nói chờ anh tham dự tiệc tối của tổng giám đốc. Nhưng đột nhiên anh nói giám đốc Song và tôi đều sập bẫy. Làm Man Jong cảm thấy bạn mình lại lên cơn, bảo anh sau này rồi nói tiếp. Sau đó Hyun Cheon đến buổi hẹn cơm với tổng giám đốc. Thấy còn có hai cấp trên khác. Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức vụn vặt. Trong buổi trò chuyện anh biết được, giám đốc Song đã lợi dụng quyền hạn của mình để cho giám đốc Lee ở đây vay tiền, giúp ông ta giải quyết khó khăn tài chính. Để báo đáp, giám đốc Lee mời anh đến dùng cơm với một thành viên quốc hội. Điều này làm anh cảm thấy hóa ra giám đốc Song có dã tâm như vậy. Buổi tối Kim Hyun đưa Hye Jin về nhà sau đó bày tỏ với cô. Tôi muốn được thân thiết hơn với cô. Tôi đã nói tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi cảm thấy quan hệ trong phạm vi đồng nghiệp đã đủ thân thiết rồi. Nhưng Kim Hyun vẫn không có ý bỏ cuộc. Hye Jin xuống xe định về nhà chợt thấy Hyun Cheon đang ngồi bên đường. Anh đang làm gì thế? Giúp tôi với. Hyun Cheon cầu xin Hye Jin giúp mình tìm lại trí nhớ. Hye Jin nói anh như biến thành người khác làm cô cảm thấy cực kỳ xa lạ. Cô hỏi có phải anh không có tình cảm với con mình không? Nếu không sao không lo cho con mình mà lo cho con của người khác. Hyun Cheon ngượng ngập giải thích là do Jisoo vừa mất bố. Ông đau lòng cho con bé đáng thương mới làm như vậy. Sau đó hỏi có thật là Hye Jin muốn ly hôn với mình không? Hye Jin gật đầu. Anh không yêu em. Sau đó xoay người rời đi. Cảnh này bị Kim Hyun ngồi trong xe nhìn thấy. Anh ta cảm thấy mình đã có cơ hội. Về nhà Hye Jin bê thuốc đến cho Hyun Cheon. Nhìn anh uống cạn một hơi, Hye Jin lại hỏi tại sao không ăn củ cải. Đầu bếp Song bèn gắp ăn. Cô nói để anh không nhụt chí, mình sẽ cùng nỗ lực cùng anh dần lấy lại trí nhớ. Cô tin anh chắc chắn sẽ làm được. Sau đó đưa cho Hyun Cheon một đĩa CD. Nói đĩa nhạc này là lần đầu bọn họ gặp nhau Hyun Cheon đã tặng cô. Có lẽ sẽ giúp anh lấy lại được trí nhớ. Hye Jin rời đi, anh bật đĩa lên nghe. Còn Hye Jin cũng đang đứng nghe ở ngoài cửa, tâm trí quay về lúc bọn họ gặp gỡ.
tôi phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là Hyun Cheon. Bên trong có số điện thoại của tôi. Sau đó Hye Jin bước vào phòng con trai, bỗng nhận ra không thấy Giang Ho đâu. Lúc này ba người Giang Ho lại đến nơi mình từng ngủ nhờ qua đêm. Nhưng phát hiện ngôi nhà đó đã biến mất. Hye Jin gọi Hyun Cheon dậy nói con trai lại bỏ nhà đi bụi. Nhưng Hyun Cheon lại nói con trai đều là thế hết, không có chuyện gì đâu mà. Hye Jin nghe xong cực kỳ tức giận. Cô nói do Hyun Cheon không quan tâm đến thằng bé, mà hễ là anh lại quan tâm có thừa. Do phân biệt đối xử nên Giang Ho mới có tính cách phản nghịch như bây giờ. Là anh luôn coi mình là trung tâm, nên mới tổn thương người thân hết lần này đến lần khác. Hyun Cheon nghe xong không nổi giận mà liên tục nói xin lỗi cô. Hye Jin lại bị anh dao động. Cô nói mình quá kích động mà quên mất chồng giờ đã mất trí nhớ. Còn mình thì không quan tâm đến cảm nhận của anh. Đầu bếp xong lại nói dù Hye Jin có nói gì anh vẫn vui lòng lắng nghe. Lại lần nữa phá vỡ phòng bị trong lòng Hye Jin. Sau đó ông hỏi Giang Ho thích ăn gì. Hye Jin nói, anh không phải Hyun Cheon lúc trước thật rồi, mà biến thành người khác. Anh cảm thấy không khí như đang đốt cháy chỗ mình, không bằng nói ra thân phận. Nếu tôi nói mình là một người khác, thì cô có tin không? Lúc này con gái Mi Ho ra ngoài uống nước cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai. Ông về phòng liên lạc với Giang Ho thì thấy thằng bé không nghe máy. Cho nên ông gọi cho con gái Jisoo bảo cô bé gọi cho Giang Ho dùng mình. Lúc này ba nhóc Giang Ho đang bàn tán về chuyện đã xảy ra. Thấy người gọi đến là Jisoo, cậu ta tò mò nghe máy. Jisoo bảo Giang Ho mau về nhà. Còn ngưỡng mộ cậu ta có một ông bố tốt, muộn rồi mà vẫn lo lắng cho con trai. Còn Hyun Cheon lúc này đang thái rau củ rất chuyên nghiệp. Nếu không chuyện tâm, học mấy năm cũng không có được tay nghề này. Hye Jin bước vào nhìn thấy cảnh này cô ngạc nhiên đứng đơ tại chỗ. Giang Ho đã về nhà. Hye Jin nhìn thấy liền bước đến trách mắng con trai. Đầu bếp xong vội lao ra ngăn cản. Anh bảo Hye Jin đi ngủ, còn mình sẽ nói chuyện với con. Giang Ho thấy vậy không dám tin vào mắt mình. Sau đó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến giống như trước đói. Miệng thì tấm tắc khen ngợi tay nghề của anh. Hye Jin nhìn hai cha con đang cười cười nói nói. Cảm giác với anh lại tăng thêm vài phần. Sau đó anh hỏi về chuyện tìm kho báu của Giang Ho. Giang Ho đáp mình đã gặp phải một chuyện thần kỳ. Nói ra chắc bố không tin đâu. Bố tin, tan học cô bé định về nhà. Bước xuống cầu thang nhận được tin nhắn của người bố đã mất. Jisoo định nhắn lại, đột nhiên trượt chân ngã xuống dưới. Lúc này hai cánh tay kịp thời kéo cô bé lại. Hóa ra là sứ giả câu hồn Ato xuất hiện. Jisoo nhìn chàng trai trước mặt bằng vẻ không dám tin. Ato mỉm cười ngọt ngào đáp lại, sau đó biến mất trong tầm mắt của Jisoo. Jisoo nhìn xung quanh không thấy ai. Chỉ có bàn tay vẫn còn cảm xúc nhắc cô chuyện vừa nãy là thật. Đến tối cả nhà quây quần ăn cơm nói những chuyện xảy ra gần đây. Bố chồng nói hôm qua ở công trường mình được cứu. Jisoo cũng nói chuyện mình được cứu vừa nãy. Jeon Hwa nghe xong trầm tư, cô cảm thấy có lẽ chồng đã bảo vệ bọn họ. Jeon Hwa nhân đó nói ra vụ điều tra của mình. Cô nói giám đốc Song và chồng không chỉ cùng họ cùng tên mà còn cùng ngày sinh. Đặc biệt là hai người còn xảy ra tai nạn vào cùng ngày. Ông Song và Jisoo nghe xong vô cùng chấn động. Hyo-ju ở bên khác lại nhận được tin nhắn thần bí. Cô ta vội bước ra ngoài trả lời điện thoại. Người thần bí nói Dong-soo đã phát hiện máy nghe lén. Hắn ta sẽ sai người xóa sổ Dong-soo. Bên này Dong-soo đã điều tra ra nhân viên khả nghi. Nhưng khi điều tra phát hiện thẻ nhà báo của đối phương là giả. Đến tối Dong-soo tan làm đi trên phố. Với kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm, anh biết mình đang bị theo dõi. Dong-soo giả bộ nấp đi, chờ đối phương chạy đến sẽ xuất hiện tóm gọn anh ta. Ai dè đối phương cũng rất nhanh nhạy. Khi Dong-soo trèo lên tường đã không thấy bóng dáng anh ta. Hôm sau nhân viên xem bảng xếp hạng thấy chi nhánh mình rớt xuống hạng 7. Mọi người đều âu sầu vì sắp không được thưởng. Còn quan chức ngân hàng đã hẹn gặp phó giám đốc chi nhánh Lee. Quyết định sẽ hạ bệ giám đốc xong, nâng ông ta lên làm giám đốc chi nhánh. Nhưng phó giám đốc Lee nói Hyun Cheon đã thay đổi nhiều, nên thẳng thừng từ chối ông ta. Trong văn phòng Hyun Cheon hẹn Jeon Hwa đến ký hợp đồng bảo hiểm. Cô phát hiện trên bàn của Hyun Cheon có đặt một chậu hoa, giống hệt với chậu hoa ở quán ăn lúc trước nên hỏi anh. Anh nhóm máu gì? Có hút thuốc không? Con trai anh. Anh có biết tình trạng thị lực nó không? Thấy Hyun Cheon bị há miệng không đáp được. Jeon Hwa nói anh biết Jisoo bị loạn thị, biết nơi đầu tiên tôi và chồng gặp nhau, biết hết mọi chuyện về gia đình tôi. Còn chuyện của mình thì không hề hay biết. Hyun Cheon quyết định nói ra sự thật. Anh hỏi Jeon Hwa dù tôi nói gì cô vẫn bình tĩnh được đúng không? Không ngờ lúc này Jeon Hwa lại nhụt lòng. Không cần, xin anh đừng nói. Anh cũng sợ Jeon Hwa sẽ không chấp nhận được ngay, nên vội nói sang ký hợp đồng. Nhưng khi điền số thẻ căn cước anh lại ngắc ngứ mãi không đặt bút. Jeon Hwa thấy thế viện cớ chạy ra ngoài. Cô ra ngoài. Nhớ lần trước anh nói ra số căn cước của chồng mình cực kỳ trôi chảy. Cô có cảm giác người bên trong là chồng mình. Linh hồn người này nhập vào cơ thể một giám đốc ngân hàng. Hôm nay anh nhận lời tham gia chương trình quay. Khi MC nhắc đến lĩnh vực tài chính đại não anh lại trống rỗng. Dù nhìn vào tấm bảng viết sẵn vẫn đọc lắp bắp không ra. Đột nhiên trong đầu anh hiện ra cuộc trò với Man Jong lúc sắp đi. Man Jong nói đầu óc cậu giờ trống rỗng. Sao không từ chối tham gia chương trình quay? Anh đáp giờ mình đã không còn là chính mình. Dù là vậy tôi vẫn sẽ sống thay cho cả hai thật tốt.
Đột nhiên não anh như được bật công tắc, mọi kiến thức về tài chính ùa về, sau đó trả lời mọi câu hỏi một cách trôi chảy. Bên khác, bà Song Chi mạnh tay mua cho Huyên Cheon một chiếc xe sang, bảo Man Jong đưa đón anh đi làm mỗi ngày. Đầu bếp xong bảo Man Jong chở mình đến công trường. Thấy ông Song đang làm việc vất vả, anh không nỡ nhìn bố đã nhiều tuổi còn phải chịu khổ. Man Jong nhắc anh vẫn còn 50 tỷ di sản, trích ra một ít giúp đỡ người ta là được. Di sản 50 tỷ, tôi tiêu vài trăm triệu chắc không sao nhỉ? Tiền của cậu mà. Cậu tiêu vài trăm triệu còn phải đắn đo người khác biết hay không à? Đến tối, Huyên Cheon ngồi trên băng ghế suy nghĩ chuyện đời. Lúc này con gái Mi Ho tan học về, hai bố con ngồi nói chuyện với nhau. Đầu bếp xong hỏi ước mơ của con gái là gì. Mi Ho đáp con ước được xếp thứ nhất. Anh nói không phải cứ xếp thứ nhất là sẽ hạnh phúc đâu. Ăn ngon ngủ ngon có sức khỏe, cuối tuần được xem phim đọc truyện tranh. Con gái vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất của anh. Mi Ho cảm thấy bố thật lạ, không giống với bố của trước đây. Trò chuyện xong, Huyên Cheon dẫn con gái về nhà. Cảnh này được Hye Jin trông thấy, dõi theo bóng lưng của hai bố con, trong lòng cô không còn suy nghĩ ly hôn nữa. Về nhà, Hye Jin xin nghỉ phép. Tôi muốn đổi lịch, ngày mai tôi có một chuyện rất quan trọng. Hôm sau cô dẫn Huyên Cheon đến nơi hai người hẹn hò lần đầu. Cô muốn giúp anh tìm được chút ký ức. Anh có biết bài hát này tên gì không? Kỳ tích, cái tên này hay nhỉ? Anh không tin vào kỳ tích, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, chả lãng mạn gì hết. Cô không biết rằng, cũng trên một con phố khác của nơi này, Jeon Hoa và Huyên Cheon cũng có buổi hẹn hò đầu tiên. Hôm nay em sẽ không bỏ qua đâu. Đừng đánh anh nữa được không? Anh dám nói cô gái vừa mập vừa xấu kia giống em. Không phải, anh nói chân cô ấy rất giống chân em. Anh đâu nói bề ngoài. Đừng đánh anh nữa nhé. Hye Jin nhìn vẻ hồi tưởng của chồng, hỏi có phải anh đã nhớ ra gì rồi không? Huyên Cheon lắc đầu bất lực. Hye Jin nói không cần gấp, mình sẽ giúp anh dần tìm lại ký ức. Huyên Cheon hỏi Hye Jin hy vọng anh trở về dáng vẻ ban đầu sao? Hye Jin không biết nên đáp thế nào. Bên khác, Jeon Hoa đang ngồi xem cuộc phỏng vấn của giám đốc Song, chợt nhận ra động tác trong vô thức của anh rất giống với người chồng đã mất. Jeon Hoa cực kỳ ngạc nhiên, nhớ lại lần đầu Huyên Cheon đến nhà tìm bà nói mình là chồng cô, linh hồn sống trong một cơ thể người khác. Jeon Hoa giật mình tái mét mặt. Lúc này Hye Jin và đầu bếp Song đến một tiệm CD. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh hai người gặp mặt lần đầu. Nhớ lại bản tin xem trên TV lúc trước, Jeon Hoa mở điện thoại kiểm tra lịch sử của bản tin khi đó. Phát hiện lịch sử đã bị xóa, cô chạy vội đến nhà tang lễ, nhờ kiểm tra danh sách lễ tang ngày 20 tháng 3. Vừa vặn một nhân viên tang lễ đi qua nghe được. Anh ta cực kỳ hoảng hốt phủ nhận không có chuyện gì xảy ra. Nói Jeon Hoa đừng có nói bừa. Người chết thì sao sống lại trong tang lễ được chứ? Thời sự. Vốn dĩ là chưa chết. Đám truyền thông chỉ giật tít, sau đó đuổi cô ra ngoài. Về nhà, Jeon Hoa gọi điện cho Huyên Cheon. Lúc đó anh đang ra ngoài tìm lại ký ức với Hye Jin. Thấy là Jeon Hoa gọi điện tới, anh dè dặt nghe máy, nói mình giờ đang bận, hẹn gặp mặt hai người vào ngày mai. Thấy chồng cứ lấm lét, Hye Jin tưởng là tình nhân của anh gọi đến. Là cô gái đó à? Không phải, là người phụ nữ. Huyên Cheon thấy mình nói lỡ miệng vội vàng dẫn Hye Jin đi ăn. Bọn họ đến nhà hàng mà cả nhà hay đến. Anh nói mình nhớ ra Hye Jin từng viết giấy nhớ dán trên tường. Hye Jin tưởng chồng đã nhớ ra. Ai dè những chuyện ông nói đều là ký ức của ông và Jeon Hoa. Hye Jin cực kỳ thất vọng, chất vấn có phải khi đó anh có người khác không? Đầu bếp Song vội phủ nhận. Lúc ăn cơm, Hye Jin hỏi sao Huyên Cheon không nhìn thẳng vào mình. Đầu bếp Song đáp lại, vì xinh đẹp. Nghe xong, Hye Jin lại hết giận. Bên khác, Hyo Ju đến chỗ tổng giám đốc nói mình đã quyết định từ chức, còn thề sẽ không tiết lộ chuyện của bọn họ ra ngoài. Tổng giám đốc đề nghị nếu ở lại sẽ nâng cô ta làm phó tổng giám đốc chi nhánh, với điều kiện là phải tiếp tục theo dõi mọi hành động của Huyên Cheon. Đến tối, Huyên Cheon làm cơm cho các bạn của con trai. Hye Jin ngạc nhiên khi thấy chồng biết nấu cơm. Giang Ho lại nói người chết đi sống lại sẽ có siêu năng lực, còn liệt kê vài người lạ chuyện lạ. Sau đó Huyên Cheon ngỏ ý mời Hye Jin đến giúp. Hye Jin hào sảng đồng ý, nói Huyên Cheon giống như đầu bếp của nhà hàng Trung Quốc. Anh nghe vậy chìm vào băn khoăn. Trong lúc nấu cơm, anh phát hiện trên mặt Hye Jin có dính cơm, thế là nhắc nhở cô. Nhưng Hye Jin không hiểu ý của chồng. Tôi đến Hye Jin tắm xong ngồi sấy tóc. Đầu bếp Song được mặt ra nhìn. Mãi đến khi bị Hye Jin phát hiện, anh mới cuống quýt chui vào chăn. Anh chẳng bao giờ nằm nghiêng khi ngủ. Anh không cần để ý đâu. Em thích anh của hiện tại hơn. Em chỉ nói vậy mà thôi. Nhận ra mình đang nói suy nghĩ trong lòng, Hye Jin ngại ngùng đứng dậy. Hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau rất lâu. Từ lần đầu tiên hẹn xem phim đến lần đầu hôn môi. Đột nhiên Huyên Cheon hỏi, Hye Jin là tình đầu của Huyên Cheon à? Em chỉ biết Huyên Cheon là tình đầu của Hye Jin. Bà thím này mắc một bệnh lạ,
không vừa ý là nhảy nhót nơi công cộng. Khi con gái nhắc đến chuyện này, bà Song lại chẳng nhớ gì. Cô đành dẫn bà đến bệnh viện khám. Con gái mất kiên nhẫn ngắt lời bà, nói mẹ mình hay nhảy nhót bất ngờ. Vừa nãy đã nhảy 3 phút 15 giây trong quán cà phê, về nhà lại chẳng nhớ gì. Ai dè bác sĩ đáp đây là chuyện bình thường làm hai người rất ngạc nhiên. Bác sĩ nói mỗi ngày cơ thể con người sẽ tiết ra lượng lớn dopamine. Nếu ngày nào tiết nhiều quá sẽ đột nhiên nhảy nhót để tiêu hao. Hai người há hốc mồm, cảm thấy bác sĩ này cũng bị bệnh. Hai người vờ rời đi để lén quan sát. Ai dè lúc đó bác sĩ cũng nhảy nhót như chọc mù mắt bà Song. Đã vậy bác sĩ càng nhảy càng hăng. Thấy hai người đang nhìn còn nhiệt tình mời bà Song vào góp vui. Con gái sợ quá vội kéo bà Song đi. Đợi hai người đi rồi bác sĩ lắc người biến về nguyên dạng là sứ giả câu hồn Kang Ho. Bên này đầu bếp Song phấn khích chui vào xe của Man Jong. Bởi anh đã hẹn được Jeon Hwa ngày mai gặp mặt. Anh dặn Man Jong không được mách bà Song. Ai dè bị Man Jong vô tình từ chối làm ông phải giở chiêu mè nheo. Khùng hả, anh nói tâm trạng của mình rất tốt, cuối cùng đã hòa hợp được với cơ thể này. Man Jong nhìn anh như nhìn tên khùng. Đến khi gặp mặt, Jeon Hwa cảm ơn ông đã giúp đỡ mình bán bảo hiểm ở ngân hàng. Sau đó dẫn Hyun Cheon đến quán ăn của nhà mình. Ăn được một nửa Jeon Hwa chợt hỏi Hyun Cheon. Anh có gì nói với tôi không? Ngon lắm. Jeon Hwa không cam lòng lại hỏi anh có gì muốn nói với mình không? Nhưng Hyun Cheon không thể hạ quyết tâm. Nguội hết rồi. Mau ăn đi. Khi hai người ăn xong Jeon Hwa tặng ông một món quà. Hyun Cheon mở ra mới biết là chiếc áo mà mình từng thích nhất. Jeon Hwa nói muốn mời ông về nhà mình chơi. Hyun Cheon bèn đồng ý. Man Jong nhìn hai người ăn xong đang ra ngoài, móc điện thoại ra mách bà Song. Bà Song bảo anh ta phải giám sát kỹ Hyun Cheon. Còn mình đã nhảy nhót 3 lần rồi không muốn muối mặt thêm nữa. Hôm sau trong giờ làm, anh kiểm tra tài khoản của giám đốc Song. Anh muốn rút ít tiền đưa cho bố mình. Ai dè giám đốc Song đột nhiên xuất hiện. Đây không phải tiền của anh, nhưng anh qua đời rồi. Suy nghĩ hai người đấu đá nhau trong đầu, dần vật đến khi cơ thể đau đớn dữ dội. Hyun Cheon mang 600 triệu tiền mặt đến nhà chơi. Anh đưa tiền cho bố bảo ông không được đến công trường khuân vác nữa. Ông Song nói nhàn quá chân tay bứt rứt. Không phải, bố à? À không, bác à, bác bị đau thắt lưng. Hay là nghỉ việc? Thấy bầu không khí chợt đông lại. Hyun Cheon mới biết mình lỡ lời vội đánh trống lảng rằng mình đói. Anh vô cùng thỏa mãn khi được ăn cơm do Jeon Hwa nấu. Sau bữa cơm, Jisoo kéo ông đến chụp một bức ảnh gia đình. Bên này Hye Jin đi làm nhưng chỉ nghĩ đến Hyun Cheon. Cô nhắn tin hẹn chồng tối nay cùng ăn một bữa. Nhưng đến tối về nhà vẫn chưa thấy anh nhắn lại. Hye Jin thấy hơi thất vọng. Cô dọn phòng cho Hyun Cheon vô tình phát hiện một chiếc hộp. Bên trong là những thứ trước đây Hyun Cheon chưa từng dùng. Cô mở ra thấy là một cuốn sổ ghi. Bên trong toàn là bí quyết các món ăn làm Hye Jin thấy kỳ lạ. Lần này Hyun Cheon đã gặp rắc rối. Do giúp đỡ Jeon Hwa bán bảo hiểm mà bị người khác mách đến tai tổng giám đốc. Chức vị của anh không giữ được. Mọi người đọc thông báo cách chức trên mạng đều tưởng do người nội bộ báo cáo. Còn Hyun Cheon lúc này vẫn không hề hay biết. Để cổ vũ đồng nghiệp chạy đủ KPI còn dày công chuẩn bị một bữa cho mọi người. Đột nhiên Man Jong Song đến thông báo tin xấu này cho anh. Hyun Cheon ra đọc thông báo cách chức trong lòng không khỏi suy sụp. Nhưng vẫn cười gượng mời mọi người ăn cơm. Đồng nghiệp nhận thấy thay đổi gần đây của Hyun Cheon. Thi nhau đòi lại công bằng cho anh. Mua bảo hiểm giúp vợ bạn thì có gì sai. Man Jong nghe đồng nghiệp nói mới biết. Jeon Hwa không phải tình nhân bên ngoài của anh. Lúc này anh mở bài hát giám đốc Song thích nhất lên nghe để giải tỏa tinh thần. Nghe xong bài hát Hyun Cheon mở mắt ra như chiến thần quay về. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Đồng nghiệp bên ngoài đều cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc. Thấy bóng dáng quen thuộc kia đều dồn dập nhìn theo. Man Jong ngoài cửa cũng nở nụ cười vô tri. Hyun Cheon đến tìm tổng giám đốc xin ông ta cho mình một cơ hội. Cam đoan một tháng sẽ hồi phục thành tích của chi nhánh đứng top đầu. Giám đốc nhìn khí thế quen thuộc này. Cảm thấy Hyun Cheon của trước đây đã quay về nên quyết định cho anh một cơ hội. Sau khi Hyun Cheon rời đi, giám đốc gọi điện cho một người thần bí. Có vẻ Hyun Cheon đã khôi phục trí nhớ. Bên khác, Jeon Hwa đang ngây ngẩn nhìn bức ảnh gia đình. Suy nghĩ giám đốc Hyun Cheon là chồng mình ngày càng mãnh liệt. Mình có điên không? Lúc này bà Song bước đến mời Jeon Hwa nói chuyện một lát. Không đợi bà Song mở lời, Jeon Hwa đã đánh tiếng trước. Con trai bà là người chết đi sống lại đúng không? Bà Song đáp trong tang lễ lúc phủ mặt thì tỉnh dậy. Có được xác nhận này, Jeon Hwa dần trở nên căng thẳng. Bà Song nói không ngờ bọn họ đã qua lại với nhau ngần ấy năm. Jeon Hwa nói mình và con trai bà không phải quan hệ đó. Sau đó ném cho bà Song một quả bom hạng nặng. Có lẽ chồng tôi đã qua đời thay cho con trai bà. Bà Song nghe xong không dám tin. Nhưng Jeon Hwa đã đứng dậy rời đi. Không ngờ ra đến cửa thì gặp Hye Jin đến đây ăn cơm. Nhưng Jeon Hwa không chào hỏi cô mà vội vàng gọi taxi. Bảo tài xế chở đến ngân hàng của Hyun Cheon. Khi chạy đến vùng ngoại ô thì không may tài xế có việc gấp nên thả cô xuống. Jeon Hwa bước đi không có mục đích, chợt phát hiện Hyun Cheon cũng ở chỗ này. Hóa ra là do sứ giả câu hồn Kang Ho sắp đặt. Đưa đầu bếp Song đang ngồi taxi đến nơi này. Hai người chậm rãi bước đến. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, cuốn bay mất chiếc khăn cổ của Jeon Hwa.
Huyên Cheon nhặt lên buộc lại cho cô. Jeon Hwa không nhịn được nữa. Là anh đúng không? Nhưng không ngờ Huyên Cheon lại mở miệng phủ nhận. Tôi không phải chồng cô. Jeon Hwa hiện rõ vẻ không thể tin được. Cô chất vấn tại sao ban đầu Huyên Cheon lại nói mình là chồng mình, còn nói với bố chồng là con trai ông, biết rõ về chuyện hẹn hò của hai người. Những chi tiết này không lừa được người khác. Thấy Huyên Cheon im lặng không đáp, lại nói chồng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh, rồi lại xảy ra tai nạn cùng ngày. Chồng tôi đã qua đời còn anh chết đi sống lại. Anh là ba của Jisoo mà. Hả Huyên Cheon? Huyên Cheon lại đáp, nếu lần đầu tìm đến mà mọi người chịu tin lời tôi, thì mọi chuyện đâu rắc rối như bây giờ. Sau đó anh rơi nước mắt, ánh mắt kiên định, nói, tôi giờ không phải chồng của Jeon Hwa, không phải ba của Jisoo, mà là giám đốc Song. Jeon Hwa nghe xong vô cùng đau đớn, kiên quyết quay người rời đi. Chỉ có Huyên Cheon nán lại nhìn theo bóng lưng cô độc. Anh cũng rất đau đớn, nhưng giờ anh phải sống thay cho một Huyên Cheon khác. Ato nhìn hai người rời đi thấy đầu đau như vỡ nứt. Anh chất vấn Kang Ho đến cũng không ích gì. Kang Ho cũng rất buồn bực. Rõ ràng đây là nơi đầu bếp Song cầu hôn. Hai người đều có ký ức đẹp sao đầu bếp Song không thừa nhận chứ. Ato đi theo Jeon Hwa đến bến xe buýt. Dáng vẻ đau khổ của Jeon Hwa làm Ato rất hổ thẹn. Lúc này xe buýt tới trạm, Jeon Hwa định bước lên xe. Ato dùng phép thuật để chiếc xe tự ý rời đi. Sau đó biến thành tài xế taxi dừng trước mặt Jeon Hwa. Đợi Jeon Hwa lên xe, Ato bật nhạc để cô thấy vui vẻ hơn. Ai dè đổi vài kênh khác nhau mà chỉ phát những bài hát đau khổ. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Jeon Hwa, Ato càng tự trách mình. Cuối cùng đã đổi được một bài hát vui tươi. Anh cười thầm trong lòng, thầm nghĩ ổn rồi. Nhưng cảm xúc kìm nén của Jeon Hwa chợt bùng nổ. Cô bật khóc thương tâm làm Ato khóc không ra nước mắt. Bên khác, Hye Jin vừa nhìn thấy bà Song bước ra cùng Jeon Hwa. Còn bà Song thì hoảng hốt vừa chào hỏi vừa nhảy nhót. Cô vội đuổi theo gặng hỏi bà Song sao lại quen biết Jeon Hwa. Bà Song không biết giải thích thế nào, đáp một câu mẹ đau đầu quá rồi chuồn lẹ. Lúc này đầu bếp Song đi tới bờ sông. Nhìn thẻ căn cước trước đây của mình, anh gian nan đưa ra một quyết định. Giờ vẫn chưa được, mình còn chuyện chưa làm. Thế nên anh ném tấm thẻ xuống sông. Sau này anh sẽ sống với thân phận giám đốc Song. Trong lúc làm việc, Hye Jin nghĩ đến chuyện gặp bà Song. Cô cảm thấy có gì không đúng nên gọi điện cho bà Song hỏi cho rõ. Bà Song thấy là Hye Jin gọi đến sắc mặt hoảng hốt như bị ai đòi mạng. Bà luống cuống tắt nguồn điện thoại, lòng vô cùng căng thẳng. Điều này càng làm Hye Jin thấy không đúng. Đến tối Hye Jin lại vào phòng của chồng, mở cuốn sổ ra để xem là ghi chép gì. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Alo, em dâu. Bọn anh đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Sung à? Huyên Cheon hôn mê. Cuối cùng hai vợ của người đàn ông này đã gặp nhau. Khung cảnh gượng gạo đến mức đầu bếp Song chỉ muốn chui xuống lỗ. Chuyện phải kể từ một tiếng trước. Hôm nay Hyo-ju đã được làm phó giám đốc chi nhánh như mong muốn. Cấp dưới mang máy tính đến nhưng bị cô ta giật lấy. Cảnh cáo không được chạm vào máy tính, còn cất vào trong ngăn kéo khóa lại. Sau đó bước ra ngoài, Sai Man Jong chuyển giấy tờ vào phòng làm việc. Hyo-ju sơ ý để quên chìa khóa kho bạc trên mặt bàn. Nhân viên bàn tán nhau không hiểu sao Hyo-ju được thăng 4 cấp, đá bay chức của phó giám đốc chi nhánh Lee. Sau đó Huyên Cheon mở một cuộc họp. Anh cúi đầu xin lỗi mọi người vì thành tích gần đây giảm sút. Sau đó nhờ mọi người cùng nhau khôi phục thành tích của chi nhánh. Đồng nghiệp thay nhau đưa ra ý kiến. Hyo-ju lại không ngừng lên mặt chèn ép Huyên Cheon. Huyên Cheon không nể tình nữa, nói thẳng quan hệ trước đây rất tốt mà. Sao giờ lại căm ghét tôi? Chẳng lẽ yêu không được nên sinh hận? Đồng nghiệp nghe vậy đều nhìn Hyo-ju. Cô ta gượng gạo ngậm miệng không nói nữa. Lúc ra ngoài, Hyo-ju muốn giải thích gì đó với Huyên Cheon. Nhưng Huyên Cheon lại bá đạo rời đi. Đồng nghiệp họp xong chia nhau ra phố phát tờ rơi. Thậm chí lên chùa dâng hương hy vọng thành tích sẽ ngày càng tăng cao. Bên này đầu bếp Song tìm đến bạn tốt khi còn sống là đại ca xã hội đen. Hy vọng ông sẽ gửi tiền ở ngân hàng mình. Đại ca biết anh là bạn tốt của đầu bếp Song đã sảng khoái đồng ý. Nhưng chưa uống được vài ly, đầu bếp Song thấy khó chịu gục xuống. Đại ca vội đưa anh đến bệnh viện, sau đó lấy điện thoại của anh gọi cho vợ. Điện thoại gọi đến ai dè đầu bên kia là Jeon Hwa. Khi biết anh lưu mình là vợ, tâm trạng yên tĩnh của Jeon Hwa lại dậy sóng. Cô nói anh ta nhầm số rồi sau đó tắt máy. Trở về phòng, Jeon Hwa không yên tâm nên đến bệnh viện xem. Man Jong được Huyên Cheon dặn đưa ông Song về nhà. Trên đường khi biết con trai ông cũng tên Huyên Cheon. Hơn nữa không chỉ sinh cùng ngày mà còn gặp phải tai nạn cùng một ngày. Man Jong trở về nghĩ đến những hành động kỳ lạ lúc trước của anh. Anh ta nghĩ mà thấy hoảng. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, bèn gọi cho anh để xác thực. Nhưng đại ca nghe máy nói anh đang nằm viện. Cho nên Man Jong lại gọi cho Hye Jin. Hye Jin chạy đến mới biết chồng mình dị ứng với kiwi nên nhập viện. Tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh. Ai dè ba người vừa đến cổng bệnh viện thì đụng phải Jeon Hwa cũng đến. Hai cô bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo làm nhiệt độ giảm xuống. Cô đến đây làm gì? Bạn tôi nằm viện. Tôi đến thăm bạn. Tất nhiên Hye Jin không tin. Vậy sao vừa nãy cô định bỏ đi mà không bước vào trong? Jeon Hwa đành viện cớ mình quên mất là tầng mấy. Sau đó vội rời khỏi chỗ này. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên lén ngó nhìn Huyên Cheon.
Hyun Jae-on cũng quay đầu nhìn Jae-on Hwa. Cả hai quyến luyến nhìn nhau. Cảnh này bị Hye-jin bắt gặp. Man-jong liếc gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của Hye-jin vội gọi anh lên xe. Trở về nhà, Hyun Jae-on phát hiện hộp của mình đã bị mở. Lúc này Hye-jin bước vào chất vấn đồ trong hộp là của ai. Anh đành giải thích là đồ của bạn mình, chỉ bảo quản tạm thời mà thôi. Hye-jin lại hỏi có phải anh vô tình gặp Jae-on Hwa ở bệnh viện không? Đúng vậy. Nhưng cô bước ra ngoài, nghĩ đến cảnh mà mình nhìn thấy lòng vẫn còn hoài nghi. Lúc này Dong Soo in ra toàn bộ lịch sử thoại của anh và đầu bếp xong lúc còn sống. Kết quả bọn họ chưa từng gọi nhau một lần nào. Bạn bè cái quỷ, lúc sống chưa từng liên một lần. Đại ca mang 20 thùng tiền mặt đến gửi ngân hàng. Huy động 18 vệ sĩ mới khuân hết số tiền này. Nhân viên ngân hàng sửng sốt nhìn, liền huy động toàn bộ nhân viên ra đếm tiền. Nhân viên liên tục cột tiền sau đó nhét vào trong bịch. Từng bịch tiền được đưa đến kho bảo hiểm. Máy đếm tiền phát huy tối đa công suất. Đại ca bảo Man-jong dẫn mình đi gặp Hyun Jae-on. Lúc này một ký ức lại xẹt qua đầu Hyun Jae-on. Anh cúi xuống kiểm tra phát hiện ngăn kéo bị khóa. Phá khóa ra thì thấy bên trong có một cuốn sổ. Anh vội mở ra xem. Thấy bên trong có chép bí mật của nước láng giềng mà giám đốc Song học lỏm. Chẳng trách lúc trước anh luôn thuận lợi trong công việc. Trang cuối cùng có ghi chuyện tổng giám đốc giới thiệu giám đốc Lee vay tiền. Phát hiện giám đốc Lee không có tư cách vay, nên lo lắng mình sẽ bị cuốn vào hành vi phạm tội này. Lúc này Man-jong dẫn đại ca vào. Hyun Jae-on vội đi đến chào hỏi nhiệt tình. Thấy cả hai thân thiết, Man-jong không khỏi ngạc nhiên. Bên khác Dong Soo tìm được người môi giới, định thông qua anh ta tìm ra người đã phá xe của đầu bếp Song. Sau đó anh đi tìm Hyun Jae-on, định tìm hiểu tường tận quan hệ giữa anh ta và đầu bếp Song. Chợt thấy trên thẻ của anh ta có ghi Man-jong. Sau khi biết Man-jong và Hyun Jae-on là bạn nối khố, anh hỏi Man-jong có quen biết đầu bếp Song không. Khi xác nhận được anh ta không quen biết, anh nói đầu bếp Song trùng tên với Hyun Jae-on nhưng đã qua đời. Anh nghi ngờ do sát hại nhầm nên dẫn đến cái chết của đầu bếp Song, làm Man-jong giật nảy người. Lúc này Jae-on Hwa đi ngang qua hai người. Dong Soo nói với Man-jong đây là vợ của đầu bếp Song, sau đó gọi Jae-on Hwa lại. Lúc này Man-jong mới nhìn thấy mặt của Jae-on Hwa. Bên khác, Hyo-joo kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện tài khoản có nhiều thêm 26 tỷ. Nhưng Hyo-joo không hài lòng. Cô ta gọi điện cho người thần bí nói vẫn chưa trả mình thù lao đã thỏa thuận. Cô ta đang nắm thóp tổng giám đốc. Ai dè khi ra ngoài đụng phải Hye-jin đến ngân hàng tìm chồng. Cô ta gượng gạo định rời đi nhưng bị Hye-jin gọi. Hye-jin nói cô ta tem tém lại, đừng có làm tuệ đây phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không ngờ Hyo-joo lại nói, tôi giờ đã không còn hứng thú với chồng cô. Nói xong định rời đi thì Hye-jin lại gọi cô ta. Chúc cô ta nếu may mắn lấy được chồng, sẽ gặp một người đàn ông suốt ngày ra ngoài tìm thú vui. Nói xong định đi tìm Hyun Jae-on. Trùng hợp Man-jong từ trong phòng bước ra, nói anh ngày nào cũng bận công việc, giờ không có ở phòng. Sau đó hai người đến một nhà hàng dùng cơm. Man-jong nói cô chuyện anh bị khiển trách, trong một tháng thành tích phải đứng đầu mới giữ được chức vụ. Hye-jin nghe xong quyết định phải giúp đỡ anh. Sau đó Man-jong hỏi cô có thấy Hyun Jae-on thay đổi hơi nhiều không, còn nấu một bữa thịnh soạn cho nhân viên. Hye-jin nói ở nhà anh cũng có nấu cơm. Man-jong không nhịn được nói, không phải chỉ có một hai chỗ lạ đâu. Có phải là... Nhưng lời định nói lại không thốt ra được, bởi anh ta chưa hoàn toàn xác thực được suy nghĩ trong lòng. Buổi tối Dong Soo tra lịch sử vay của đầu bếp Song, trên đó ghi ngày 20 tháng 3 hoàn tiền. Nhưng đầu bếp Song đã hỏa thiêu vào ngày 19. Có lẽ cách sự thật ngày càng gần. Làm xong anh đi một mình trên phố, đột nhiên một mũi dao nhắm sau lưng anh. Kẻ giấu mặt ép anh đi vào hẻm nhỏ, định tấn công nhưng bị anh ngăn lại. Trong lúc giằng co Dong Soo đã giật khẩu trang của anh ta, nhưng gã lưu manh này đã cắn anh sau đó đâm một nhát. Dong Soo gạt bay con dao, gã côn đồ thấy vậy bèn bỏ chạy. Dong Soo chưa kịp đến bệnh viện thì vết thương đã khỏi một cách thần kỳ. Dong Soo cảm thấy cực kỳ khó tin. Trở về cục cảnh sát vẫn ngờ vực sờ vào bụng mình. Lúc này anh nhận được tin nhắn là địa chỉ của gã côn đồ kia. Dong Soo được mặt, nhưng bắt tội phạm mới quan trọng, anh vội dẫn đồng đội đến địa chỉ kia. Khi bọn họ tiến vào phòng nhận ra đã chậm một bước, gã côn đồ đã tự tử ở nhà. Manh mối không dễ gì có được lại đứt. Hôm sau ba nhóc giang hồ đọc được một bài viết về kỳ tích trên mạng. Chuyện miêu tả trong bài viết giống hệt những gì bọn họ gặp. Nhìn địa chỉ của bức ảnh, ba nhóc quyết định đến nơi này. Buổi tối Jisoo lại dẫn bạn đến nơi từng gặp được Ato. Cô bé nhờ bạn quay video, còn mình xả thân để xem Ato có xuất hiện hay không. Vào lúc Jisoo ngã xuống, hai bàn tay đã giữ cô bé lại. Jisoo thầm nghĩ lại gặp được người trong mộng. Ai dè mở mắt ra phát hiện người kia là Giang Hồ. Sau khi xác nhận người đăng bài trên mạng là Jisoo, dù cậu không tin nhưng là thật đó. Tin chứ, ba cậu bạn đồng thanh đáp lại làm Jisoo ngạc nhiên. Bởi hôm đó là sinh nhật của Jisoo. Nhóm 5 người lại đến nơi Giang Hồ đã gặp Ato, xem có kỳ tích xảy ra không. Để hoàn thành ước mơ gặp được trai đẹp của Jisoo, nhóm bạn dựng trại ở bên đường tổ chức sinh nhật cho Jisoo. 5 người chụp ảnh kỷ niệm, sau đó nằm trên cỏ nhìn bầu trời đầy sao. Jisoo chợt thấy nhớ bố. Cô bé nói bố mình mất mẹ từ nhỏ nên coi sao trên trời là mẹ. Giờ bố không còn nữa, cô bé sẽ coi sao trên trời là bố. Bảo các bạn nên đối tốt với bố mình,
đừng để mất rồi mới trân trọng. Đột nhiên trên trời hiện chữ. Năm cô cậu vội đứng dậy nhìn. Hóa ra là sứ giả câu hồn Ato đã chúc mừng sinh nhật Jisoo. Bên này, Man Jong ngồi buồn uống rượu một mình. Nghĩ lúc trước Hyun Cheon nói với mình không phải là chuyện của anh. Anh ta quyết định hẹn anh để xác nhận suy nghĩ của mình. Lúc này Hye Jin đến phòng Hyun Cheon thấy anh đang định ra ngoài. Hye Jin tưởng tối nay anh lại bận công việc nên đau lòng cho sức khỏe của anh. Cô muốn gánh vác giúp anh ít nhiều. Đầu bếp xong vô cùng cảm động. Cảm ơn em cũng cảm ơn anh, đã để em giúp anh. Khi đầu bếp xong đến chỗ Man Jong, anh ta đã uống được 3 chai. Anh hỏi có phải Man Jong gặp chuyện gì hay không. Rốt cuộc anh ta không nhịn được nữa. Cậu có phải Hyun Cheon lớp 1 trường Jong Seo không? Đầu bếp xong không biết nên đáp thế nào. Nhưng Man Jong lại hỏi lần nữa, anh hạ quyết tâm. Tôi là Hyun Cheon lớp 12A2. Man Jong nghe xong suy sụp, gặng hỏi vậy Hyun Cheon bạn tôi thì sao? Cậu ta mất rồi. Khi nghe câu trả lời của đầu bếp xong, Man Jong bật khóc. Khi anh tỉnh dậy nhận ra Hye Jin đang nằm bên cạnh. Anh vất vả rồi. Hyun Cheon chạm vào tay của Hye Jin. Hai người thổn thức. Hyun Cheon lại sờ sườn mặt của Hye Jin. Bất giác tiến gần về phía đối phương. MC này đang phát sóng trực tiếp. Đột nhiên một câu lệnh hiện lên trong đầu. Anh ta bỗng nhiên đứng dậy nhảy múa. Hóa ra vì tỷ suất xem mà nhà đài gặp em gái muốn làm diễn viên của Hyun Cheon. Bảo cô ghi lại trải nghiệm và cảm xúc của anh trai khi sống lại. Cảm thấy xung quanh rất lạnh. Em gái ghi âm lời kể của anh gửi cho nhà sản xuất chương trình. Nhà đài đã sản xuất một chương trình liên quan đến chất đi sống lại. Định hé lộ những gì Hyun Cheon trải qua. Khi nhà sản xuất sắp phát đoạn ghi âm đột nhiên mất khống chế vừa nhảy vừa hát. Còn đầu sỏ không ngoài dự đoán là Ato và Kang Ho. Bên khác, tổng giám đốc đọc thấy cơ quan cảnh sát đang điều tra tập đoàn Đoàn 5 sao của giám đốc Lee nên gọi Hyun Cheon đến. Trong lúc tán gẫu, giám đốc chuyển chủ đề sang giám đốc Lee. Ông ta lo lắng anh sẽ bị kéo vào chuyện này. Sau đó chỉ trích anh đã giải ngân khoản vay của bọn họ. Thừa dịp anh mất trí nhớ đổ mọi tội lên đầu anh. Còn vừa vịt nói mình sẽ giúp đỡ anh móc nối quan hệ để chuyện này hóa nhỏ. Đầu bếp xong nhớ đến ghi chép từng đọc. Nên nói với giám đốc lúc đó mình đã bảo ông ta không được phê chuẩn. Không ngờ giám đốc lại trở mặt. Anh có chứng minh được lời mình nói không? Có không? Lúc này đầu bếp xong đã nhìn ra bộ mặt giả dối của giám đốc. Sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm. Lúc nhấn thang máy trong đầu bỗng vụt qua một cuộc trò chuyện. Anh vội nhắm mắt hồi tưởng. Hóa ra lúc đó anh có gọi điện bảo với giám đốc không phê duyệt khoản vay. Còn cẩn thận ghi âm lại. Anh vội gọi điện cho Hye Jin. Bảo cô gửi cho mình chiếc điện thoại trước lúc xảy ra tai nạn. Không ngờ Đông Su đột nhiên tới còng tay Hyun Cheon. Cảnh này vừa vặn bị Hye Jin bắt gặp, cô không dám tin vào mắt mình. Sau đó Đông Su tiến hành hỏi anh. Hóa ra Đông Su đã tìm thấy trong nhà tên Jukon chiếc kẹp cà vạt của anh. Đầu bếp xong nói tối đó uống rượu với Man Jong. Hơn nữa anh không bị ngốc, sẽ không sơ sót sau khi gây án. Sau đó Man Jong làm chứng cho anh khẳng định hai người uống rượu với nhau. Khi Man Jong bước ra, anh ta và Hye Jin chưa kịp ngồi xuống, thì Jeon Hwa đã hoảng hốt chạy đến. Hóa ra trước lúc bắt người Đông Su có báo cho Jeon Hwa biết. Dáng vẻ hoảng hốt của Jeon Hwa làm Hye Jin sửng sốt. Nhìn đôi giày sỏ nhầm, Hye Jin không hiểu tại sao cô lo lắng cho chồng mình. Lúc này Hyun Cheon bị Đông Su dẫn ra. Jeon Hwa xông đến chỉ trích Đông Su bắt người vô lý, còn còng tay đầu bếp xong. Dáng vẻ như sắp làm ầm ở cục cảnh sát. Đông Su muốn phản bác nhưng đối diện với thái độ sừng cổ của Jeon Hwa, anh lựa chọn im lặng. Sau đó cô lại trách móc Hyun Cheon bị đổ oan mà không chịu ho lên một tiếng. Chẳng khác gì chồng tôi. Đến đây Hye Jin không nhịn được nữa. Cô chất vấn Jeon Hwa có tư cách gì mà to tiếng ở đây. Người vợ chính thức là tôi còn chưa lên tiếng mà cô đã cướp lời. Jeon Hwa muốn giải thích. Người tức giận nên là tôi mới đúng. Giữa hai người là thế nào? Mọi người đều cúi đầu không đáp, không biết nên giải thích với cô thế nào. Hye Jin về nhà càng nghĩ càng giận. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện Jeon Hwa làm lúc đó. Cô thực sự không hiểu. Bên khác, Jeon Hwa nhìn giày của mình. Nghĩ lại chuyện xảy ra vừa nãy, cô cảm thấy mình điên rồi. Không nhịn được bật khóc. Lúc này Ato ôm cô vào trong lòng để cô dựa vào bờ vai ấm áp. Nhưng mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Trong mắt họ Jeon Hwa chỉ đang tựa vào không khí bật khóc nức nở. Hye Jin tìm Man Jong hỏi số điện thoại của Jeon Hwa. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Jeon Hwa. Hai người phụ nữ này vừa gặp đã xô xát, hai bên nồng nặc mùi thuốc súng. Hyun Cheon, mong trả anh ấy cho tôi. Hye Jin cảm thấy Jeon Hwa thật sức sược. Đã muốn đoạt thứ vốn không thuộc về mình còn thản nhiên bảo cô trả lại. Jeon Hwa bỗng nói tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tìm lại chồng mình. Chồng của tôi chính là chồng của tôi. Hye Jin bảo Jeon Hwa đừng nói bậy. Nhưng cô nói hai Hyun Cheon cùng ngày tháng năm sinh, gặp tai nạn cùng ngày. Chồng cô bị thương nghiêm trọng, chồng tôi chỉ bị xây sát. Chồng cô chết đi sống lại, còn chồng tôi thì đã qua đời. Cô chưa từng ngờ vực có gì không đúng sao. Ý cô là linh hồn chồng cô đã nhập vào cơ thể chồng tôi. Jeon Hwa nói ý tôi chính là vậy. Hye Jin cố nén phẫn nộ. Nói chỉ do Jeon Hwa mất chồng, quá đau thương nên mới nói năng viển vông. Mong cô nói cho đúng mực. Jeon Hwa đáp không phải lời viển vông, mà sự thật là vậy. Tôi u uất sắp điên rồi. Vậy mình cô điên là được.
Hye-jin nói lý do của Jeon-hwa quá mức khiên cưỡng. Nếu không có giải thích hợp lý hơn, cô phải chịu trách nhiệm với lời mình nói. Jeon-hwa nói lúc Hyun-cheon mới tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên là tìm tôi, nói mình bị hỏa táng không trở về được nữa. Hye-jin nói lúc đó chồng mình mất trí nhớ nên không tỉnh táo. Những điều anh nói cô không nên coi là thật. Jeon-hwa thấy cô vẫn không chịu tin đành lấy ra bằng chứng thép. Là tin nhắn đầu bếp xong gửi vào điện thoại cũ của mình. Có viết anh sắp trở về vị trí ban đầu. Hye-jin ngạc nhiên khi thấy bên trên hiện thị số điện thoại của chồng. Nhưng cô cố chấp vẫn không chịu tin. Cô nói dù ban đầu chồng mình mất trí, nhưng giờ đã nhớ ra nơi hai người gặp mặt lần đầu. Sau đó còn nói mình có thể bỏ qua cho sai lầm hôm nay của Jeon-hwa. Nhưng nếu Jeon-hwa vẫn tiếp tục bám lấy chồng cô thì cô không bỏ qua đâu. Nói xong Hye-jin đứng dậy rời đi. Buổi gặp mặt đầu tiên của hai người kết thúc trong xung đột. Bạn thấy bên nào mạnh bên nào yếu? Một bên khác, Hyo-ju gọi điện chất vấn người kia sao giết người. Đã nói nhận được 100 tỷ sẽ dừng tay mà. Lúc này Hyun-cheon đi đến hỏi cô ta có biết Seung-o không? Anh nói thời gian Seung-o nghỉ việc có duyệt khoản vay của đầu bếp xong. Nói đối phương sợ bị điều tra nên tìm người phá xe của anh. Sau đó lại tìm người sát hại người đã phá xe. Rồi đặt chiếc kẹp cà vạt của mình ở hiện trường. Giám đốc, anh phục hồi trí nhớ rồi à? Đầu bếp xong nói thật tiếc chuyện chiếc kẹp cà vạt vẫn chưa nhớ ra. Rồi hỏi Hyo-ju có biết hay không? Nghe câu trả lời của cô ta. Hyun-cheon nói không bằng chúng ta cá cược xem ai sẽ nhớ ra trước. Khi anh rời đi Hyo-ju đã lộ vẻ sợ hãi. Hóa ra lúc đó là Hyo-ju nhân lúc anh đi tắm đã ăn trộm chiếc kẹp. Cho nên cô ta giả bệnh trước mặt nhân viên. Đồng nghiệp lo cho sức khỏe của cô ta nên dìu lên taxi về nhà nghỉ ngơi. Dây trước cô ta vẫn còn ốm yếu, ngồi lên xe đã biến thành người khác. Sau khi Hyo-ju về nhà, Man-jong vào dọn phòng. Thấy cô ta để quên chìa khóa ở trên ghế. Hôm sau một khách hàng của Hyo-ju đến đòi tài sản của mình về. Đầu bếp xong đang phiền não vì không có chìa khóa. Vừa vặn Man-jong đi ngang qua lấy chìa khóa của Hyo-ju ra. Khi anh lấy đồ ra bà thấy bên trong có một chiếc USB không phải của mình. Anh cắm vào máy kiểm tra thấy bên trong là tài liệu phạm tội của đám Hyo-ju. Anh đưa tài liệu cho Dong-su. Nói Hyo-ju đã làm đơn xin nghỉ rất có khả năng sẽ trốn ra nước ngoài. Dong-su vội bảo đồng nghiệp kiểm tra danh sách xuất cảnh. Lúc này Hyo-ju đang đợi lên máy bay. Không biết rằng Dong-su đang tìm mình bốn phía. Đột nhiên anh nhìn thấy một người giống Hyo-ju đi ngang qua. Hong Hyo-ju. Giờ mới toang nè. Cuối cùng anh đã thừa nhận mình là chồng mới qua đời chưa lâu của cô. Đúng vậy, anh là Hyun-cheon chồng của em. Hôm nay Jeon-hwa xung đột với Hye-jin trở về nhà. Thấy bố chồng đổ bệnh nằm trên giường. Sau khi bố chồng uống thuốc, Jeon-hwa nhìn dáng vẻ khó chịu của ông định đưa ông đến bệnh viện. Nhưng ông song chỉ bảo là ốm nhẹ không muốn đi bệnh viện. Nói mình chỉ bị sốt uống thuốc xong là khỏi. Sau đó Hyun-cheon nhận được điện thoại của Jeon-hwa. Bố, ốm rồi. Bên này Jeon-hwa thấy bố chồng ngày càng nghiêm trọng. Đành gắng sức dìu ông đến bệnh viện. Đầu bếp xong chạy đến nhìn dáng vẻ côi cút của vợ. Anh không khỏi đau lòng. Bác sĩ đi ra trao đổi về tình trạng bệnh. Anh mới biết bố mình bị bệnh phổi mãn tính. Hyun-cheon sốt ruột nói 8 năm trước ông cũng mắc bệnh phổi. Jeon-hwa nhìn Hyun-cheon, mọi chuyện đều đã rõ. Chờ bố chồng được nhập phòng. Jeon-hwa nhờ anh trông bố chồng một lát để mình về nhà lấy quần áo. Ông song tỉnh dậy nói mình không sao. Chỉ là di chứng sau khi uống nhiều rượu mà thôi. Anh không nhịn được trách bố không trân trọng sức khỏe mình. Bố đã lớn tuổi ra công trường nên mới ảnh hưởng đến phổi. Bố thật là... Nhận ra mình lại lỡ miệng. Đầu bếp xong đã nói ra thân phận và những chuyện mình đang gặp phải. Đợi giải quyết xong anh sẽ trở về nhà. Nào ngờ ông xong nói không cần trở về. Tự trách mình không nuôi dưỡng anh tròn trách nhiệm. Còn không mua được bát mì tương mà anh thích nhất. Để anh 19 tuổi phải làm thuê ở quán ăn, cả đời sống trong vất vả. Giờ có cơ hội được sống trong giàu sang, ông chết cũng không hối tiếc. Sau đó dặn anh ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, cứ sống tốt ở bên đó là được. Gia đình này đã có ông gánh vác. Ngồi xe sang, ăn món đắt tiền. Cứ sống như vậy, đừng quay về. Sau đó ông Song nắm tay Hyun-cheon nói nhà họ Song nuôi dạy anh thật khéo. Mặt mũi, khí chất, học vấn đều ưu tú. Nếu giờ con mà về thì gia đình bên kia cũng bị tổn thương rất nhiều. Lời này làm đầu bếp Song sụp đổ. Bố đừng nói vậy mà. Jeon-hwa ở ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện của hai bố con. Dù cô hiểu hành động này của ông Song, hiểu nỗi khổ tâm của ông nhưng vẫn thấy cực kỳ tủi thân. Sau đó hai người ngồi trong sảnh. Jeon-hwa cảm thấy người đàn ông này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bảo anh nói điều gì đi, nào ngờ Hyun-cheon thẳng thắn thừa nhận. Jeon-hwa hỏi anh sao lần trước không chịu thừa nhận. Hyun-cheon nói anh không chỉ có ký ức của mình mà còn có ký ức của giám đốc Song. Dù anh là đầu bếp Song chồng cô nhưng cũng là giám đốc Song chồng Hye-jin. Jeon-hwa nói mình không thích câu này. Anh là bố của Jisoo, không phải bố của người khác. Nhưng giờ anh chính là Hyun-cheon nên buộc phải giải quyết chuyện này. Nếu không sẽ bị ngồi tù oan. Jeon-hwa lại rất bình thản. Có phải anh làm đâu? Sao anh phải ngồi tù? Hyun-cheon bảo cô hãy tỉnh táo lại. Giờ ngoài em và bố ra còn ai chịu tin lời của anh? Anh nói tiếp mình không còn là đầu bếp Song nữa, mà là giám đốc chi nhánh Song. Nhìn dáng vẻ suy sụp của Jeon-hwa, Hyun-cheon nói hãy cho mình thêm chút thời gian. Giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay về.
Nhưng Jeon Hwa hỏi nếu không giải quyết được thì sao? Anh nói mình phải giải quyết xong, chỉ vậy mới chăm lo được cho hai gia đình. Sao anh lại nghĩ cho con cái gia đình bọn họ và người phụ nữ kia? Bởi anh cũng là phụ huynh của gia đình đó. Jeon Hwa nghe xong vô cùng tức giận nhưng không thể phản bác. Buổi tối Hye Jin dọn quần áo cho Hyun Cheon. Nghe điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem người gọi đến là vợ. Hye Jin bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại trên bàn của mình. Sau đó bắt máy nhưng không lên tiếng. Cô hoảng hốt vội tắt điện thoại. Trong lòng bàng hoàng không từ nào có thể miêu tả. Cô vội lấy điện thoại gọi điện cho chồng. Thì thấy anh lưu danh bạ của mình là cô. Hye Jin giận đến muốn ném chiếc điện thoại. Nhưng cô vẫn đặt nó về vị trí cũ giả bộ chưa xảy ra chuyện gì. Hyun Cheon đi ra thấy là Jeon Hwa gọi đến. Anh sửng sốt tại trận lề mề không dám bắt máy. Hye Jin thì âm thầm quan sát chồng. Một bên khác Jeon Hwa cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lời Hyun Cheon nói ngày hôm đó, cô quyết định gửi tin nhắn cho anh. Nhắc anh không phải phụ huynh của bọn họ, mà là phụ huynh của nhà mình. Đêm khuya Hye Jin trằn trọc không ngủ. Trong đầu hiện lên hành động kỳ lạ gần đây của Hyun Cheon. Cô đã hơi hoài nghi Hyun Cheon không phải chồng mình. Nhưng cảm giác ở chung với đầu bếp xong làm cô không muốn thừa nhận. Hồi ức đau khổ làm cô phiền não rời phòng, con người ngồi ngoài phòng khách. Đầu bếp xong cũng trằn trọc không yên. Anh đang nghĩ cách vẹn cả đôi đường để hai gia đình không bị tổn thương. Sáng hôm sau Hyun Cheon thấy các con không ăn sáng. Anh giữ bọn trẻ bảo mình sẽ làm bữa sáng xong nhanh lắm. Đám trẻ tấm tắc khen ngon. Anh nhân đây nói bọn trẻ không được bỏ bữa sáng, cơ thể mới khỏe mạnh. Bên khác, Jisoo đang nhớ cơm sáng bố từng làm. Jeon Hwa cảm thấy đau khổ. Đột nhiên hỏi Jisoo nếu bố còn sống thì sao? Jisoo hỏi mẹ có ý gì? Jeon Hwa đắn đo cuối cùng không nói nữa. Hye Jin ăn sáng xong lái xe đi làm, chợt thấy không khởi động được xe. Dây an toàn cũng không kéo được. Cô lại nhớ đến hôm qua nhìn thấy bức ảnh gia đình của chồng và Jeon Hwa. Cảm giác suy sụp ập đến, cô không kìm được bật khóc. Bên này, Hyun Cheon đang lái xe. Đột nhiên chiếc xe bên cạnh chạy sai làn suýt nữa đụng vào xe anh. Hyun Cheon vội thắng phanh. Sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tai nạn của giám đốc Song. Đầu bếp Song sửng sốt. Không biết từ lúc nào ký ức của giám đốc Song còn rõ nét hơn của anh. Còn có cảm giác đại não như đang chi phối linh hồn. Hơn nữa hành vi của anh ngày càng giống giám đốc Song. Bên này, Jeon Hwa gọi điện cho Man Jong. Biết Hyun Cheon đang đến tuyên truyền ở siêu thị của Hye Jin. Cô bèn kéo bạn thân đến siêu thị bán bảo hiểm. Lúc này Hyun Cheon sắp tan làm. Thấy Hye Jin và Kim Hyun đi cùng nhau, chợt nhận ra nét mặt cô không đúng lắm. Anh quay đầu nhìn thấy Jeon Hwa cũng đến. Hyun Cheon vô cùng gượng gạo. Hai người gặp nhau là đỏ mắt. Jeon Hwa bước đến mời Hyun Cheon đi ăn cơm. Hye Jin cũng không cam lòng yếu thế bước đến mời anh cùng ăn steak. Anh không đói hả? Không được, anh thử nhích một bước xem. Chúng ta đi nào. Hyun Cheon rơi vào thế khó. Kim Hyun thấy không ổn nên đề nghị mọi người cùng đi ăn. Thế nên mới có bữa cơm gượng gạo này. Kim Hyun vô cùng tò mò bầu không khí cứng ngắc của ba người. Hỏi Hyun Cheon và Jeon Hwa có quan hệ gì. Nếu mà biết thì sẽ rất ngạc nhiên ấy. Quan hệ rất đặc biệt. Là do cô nghĩ thế. Kim Hyun giật mình không dám nói nữa. Hai người bắt đầu đấu đá nhau không ai nhường nhịn ai. Hyun Cheon chỉ ngồi không dám ho he câu nào. Anh như ngồi trên đống lửa. Viện cớ ngân hàng có chuyện để rời khỏi nơi khiến mình nghẹt thở này. Anh chưa kịp lái xe đến công ty đã nhận được tin nhắn của Hye Jin. Hôm nay ăn tối ở nhà. Em có chuyện cần nói. Nhưng anh chưa kịp đọc hết Jeon Hwa đã nhắn tin đến. Hôm nay về nhà. Cùng ăn một bữa cơm. Hyun Cheon thấy hai bên đều khó. Không biết nên chọn bên nào. Bên này Jeon Hwa đang chăm chú nấu cơm. Cô đã bảo với bố chồng hôm nay Hyun Cheon đến. Để ông chuẩn bị chào đón bố của Jisoo. Còn Hye Jin bảo mẹ chồng dẫn đám trẻ đến ăn cơm. Còn mình ở nhà giày công chuẩn bị đồ tây đợi Hyun Cheon về. Nấu xong cơm hai người đều cố ý trang điểm. Bên này, Hyun Cheon do dự rất lâu cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hai người phụ nữ chờ đợi trong hồi hộp. Đột nhiên chuông cửa hai nhà cùng vang lên. Hai người chạy ra mở cửa. Người chờ Jeon Hwa chỉ là nhân viên giao hàng. Hyun Cheon vẫn chọn đến nhà Hye Jin. Hye Jin thấy anh trở về nên vô cùng vui vẻ. Lúc ăn cơm liên tục nói về kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Hyun Cheon không thể nghe cô nói tiếp nữa. Xin lỗi, đầu bếp xong nói mình và giám đốc xong dùng chung ký ức. Chỉ có vậy mà thôi. Tôi phải về nhà mình. Sau đó Hyun Cheon đến nhà Jeon Hwa. Jeon Hwa rất vui vẻ gắp đồ ăn cho anh không ngớt. Nhưng dáng vẻ ủ rũ của Hyun Cheon đã bị ông Song và Jisoo nhìn thấy. Bữa cơm này chẳng hề vui vẻ. Ăn cơm xong ông Song gọi Hyun Cheon vào phòng. Nói nếu anh không vui thì cứ làm theo ý mình. Hai vợ chồng ngồi trong sân nói chuyện. Đầu bếp xong câu trước câu sau đều bênh vực Hye Jin làm cô rất đau lòng. Đến tối hai vợ chồng nằm trên giường. Jeon Hwa nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh mỗi người một suy tư. Bên này, Hye Jin nhớ nhung chồng đến suy sụp. Cuối cùng một đêm mưa đã đổ bệnh, Mi Ho gọi điện báo cho bố. Đầu bếp xong mặc kệ lời khuyên của Jeon Hwa vội chạy đến chỗ Hye Jin. Jeon Hwa đội mưa cầu xin chồng đừng đi. Nhưng đầu bếp xong vẫn gỡ tay cô ra. Em sẽ đợi ở đây. Đến khi anh về. Trong cơn mê Hye Jin nghe thấy chồng gọi tên còn tưởng mình đang gặp ảo giác.
cô sờ tay mới biết là người thật. Hai người ôm chặt nhau, Hye-jin vui mừng rơi nước mắt. Hyun Chae-on ân cần trùm khăn ướt hạ sốt cho cô, chăm lo cho cô cả một đêm. Còn Jeon Hwa đang ngồi trong màn mưa, không ai hiểu được chua xót trong lòng cô. Hyun Chae-on trở về nhà giải thích, mẹ của tụi nhỏ đổ bệnh nên mình mới vậy. Jeon Hwa rối lòng hỏi về tình hình của Hye-jin, sau đó hỏi chồng mình gia đình này làm anh không thoải mái à. Hyun Chae-on im lặng không đáp. Lúc này Jeon Hwa đã thầm đưa ra một quyết định gian nan. Hôm sau cô mua bia, hai người lại ngồi tâm sự trong sân. Jeon Hwa nói anh không phải chồng mình. Hyun Chae-on của em luôn cảm thấy em là người đẹp nhất trên đời, một lòng một dạ với em mà không phải anh của bây giờ. Giám đốc Song, em quyết định từ bỏ anh. Đầu bếp Song muốn nói điều gì nhưng không tài nào hé miệng được. Cứ vậy anh trở về bên cạnh Hye-jin. Lúc này anh không phải giám đốc Song cũng không phải đầu bếp Song, mà là một Hyun Chae-on mới có chung ký ức của hai người. Bên này, Dong Su dựa theo bằng chứng mà Hyun Chae-on cung cấp, bắt được đối tượng đã hãm hại Hyun Chae-on. Cuộc sống của Jeon Hwa cũng trở về bình thường. Nhờ nỗ lực làm việc, cô đạt được thành tích như mong muốn, trở thành một nữ hoàng bán bảo hiểm. Thoạt nhìn tất cả đều phát triển theo chiều tốt đẹp, nhưng cuộc sống luôn có những biến động. Hôm đó hai người cùng đến siêu thị mua rau còn vô tình gặp mặt nhau. Khi Jeon Hwa định về nhà, Hyun Chae-on nhiệt tình nói muốn đưa cô về. Ra khỏi siêu thị, anh bảo Jeon Hwa đợi mình lấy xe. Nào ngờ xe trước xe sau đậu kín không lấy được. Lúc này có người chạy ra đụng phải Jeon Hwa, hoa quả vương vãi trên đất. Jeon Hwa bước ra nhặt không may bị một chiếc xe tông phải. Khi Hyun Chae-on đến nơi thấy mọi người đang tụ tập, anh bước đến thấy Jeon Hwa chảy máu nằm sóng xoài trên đất. Jeon Hwa được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lúc đó Ato ở mờ gian cảm nhận được cái chết của Jeon Hwa. Anh đến bệnh viện tìm Hyun Chae-on. Hai người đứng nói chuyện một đêm dường như đã quyết định được gì. Hyun Chae-on về nhà tìm Hye-jin, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và không nỡ. Anh ôm Hye-jin vào trong ngực hôn cô thật cháy bỏng. Lúc này Ato sử dụng phép thuật đảo ngược dòng thời gian. Mọi thứ lại trở về một ngày trước vụ tai nạn. Hyun Chae-on lại trở về dáng vẻ lạnh lùng cứng ngắc. Hye-jin quyết định ly hôn. Còn đầu bếp Song vẫn hài hước vui vẻ làm trò con bò với Jeon Hwa. Hye-jin bước vào trong quán. Đầu bếp Song nhiệt tình chào hỏi cô. Hyun Chae-on vẫn hà khắc với nhân viên như cũ, không vừa ý là mắng cấp dưới. Nhưng khi nói xong những lời cay nghiệt lại mỉm cười làm dịu không khí, khiến cấp dưới rất bất ngờ. Lúc này tổng giám đốc gọi điện mời Hyun Chae-on và giám đốc Lee tối nay đến ăn cơm, còn nhắc đến chuyện khoản vay của tập đoàn 5 sao. Hyun Chae-on cảm thấy khủng khiếp. Sau đó Hyo-ju đến mời anh tối nay đến chung cư nhà mình. Không ngờ anh gạt tay Hyo-ju ra, bảo cô ta đừng làm phiền mình, làm cô ta cảm thấy khó tin. Buổi tối ba tổng giám đốc ngồi đợi không thấy anh đến nên gọi điện hỏi đang bận chuyện gì. Không ngờ Hyun Chae-on nói nay là sinh nhật mình nên không tới được, còn nói mình không can dự vào khoản vay của tập đoàn 5 sao, tổng giám đốc nên tự giải quyết. Lời này làm tổng giám đốc cực kỳ hoảng hốt. Hyun Chae-on về nhà thấy Hye-jin chuẩn bị cho mình một chiếc bánh sinh nhật. Lúc cô sắp rời đi, anh mời cô ngồi lại cùng ăn cơm với mình, làm Hye-jin cảm thấy bất ngờ. Sau đó Hyun Chae-on hy vọng cô sẽ từ bỏ công việc ngoài siêu thị. Hye-jin nghe xong nổi giận đặt đũa xuống định rời đi. Em không muốn học nhiếp ảnh sao? Từ trước đi anh nuôi em. Hye-jin có chút bất ngờ. Bên này đầu bếp Song bước vào nhà, mọi người đang tổ chức sinh nhật cho anh. Con gái tặng anh một nụ hôn ngọt ngào, cả bố cũng hôn anh một cái. Sau đó cùng nhau hát mừng sinh nhật. Cuối cùng Jisoo chụp một bức ảnh gia đình. Đến tối, Hyun Chae-on mơ bị tai nạn xe. Anh giật mình tỉnh giấc, bước vào phòng sách chợt lóe lên cảnh mình viết bút ký. Anh mở cuốn sổ phát hiện bên trên toàn là công việc của tháng 4. Nhưng giờ mới là ngày 15 tháng 3 mà. Hôm sau Hyun Chae-on đi làm. Mở cửa xe lại nhớ tới giấc mơ tối qua nên anh không lái xe nữa. Lúc này đầu bếp Song đến vay ngân hàng. Nhân viên làm thủ tục phát hiện tên anh đã vay tiền. Đầu bếp Song không tin. Còn giám đốc Song biết chuyện, kiểm tra mới thấy nhân viên làm thủ tục đã từ chức. Cảm thấy có gì không ổn nên anh bảo đầu bếp Song về nhà đợi kết quả. Hyun Chae-on trở về bàn làm việc, trong đầu hiện lên toàn bộ mọi chuyện. Từ phanh hỏng dẫn đến tai nạn xe, đến đầu bếp Song nhập vào người mình. Cả chuyện khoản vay mà tổng giám đốc hãm hại anh. Hyun Chae-on không biết thời gian đã đảo ngược, còn anh vẫn giữ ký ức của hai người. Bên này, đầu bếp Song về nhà kể lại cho Jeon Hwa nghe. Hai người quyết định đến ngân hàng để nghe ngóng. Thì đột nhiên giám đốc Song gọi điện tới. Jeon Hwa bảo chồng đi gặp anh. Hai Hyun Chae-on gặp mặt nhau cảm thấy đối phương dường như vô cùng quen thuộc. Hyun Chae-on xin lỗi đầu bếp Song vì chuyện làm giả khoản vay, nói anh sẽ giải quyết nốt mọi chuyện, còn giúp đầu bếp Song vay không lãi suất. Anh nhìn giám đốc có cùng họ tên với mình. Chúng ta cùng họ cùng tên cứ như là duyên phận. Đúng vậy. Về nhà, đầu bếp Song kể chuyện này cho vợ nghe. Bên này, Hyun Chae-on đến chỗ Dong Su, đưa anh một địa chỉ bảo buổi tối giám sát người này, sẽ ngăn cản được một sự cố lớn. Dù Dong Su bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời anh. Sau đó anh đến viện kiểm sát, nói với kiểm sát trưởng bằng chứng làm giả, khoản vay của đám Hyo-ju và khoản vay cho tập đoàn 5 sao của tổng giám đốc. Xong hết mọi chuyện anh đến tiệm ăn của đầu bếp Song, bất giác cảm than sự kỳ diệu của số phận.
nhìn cả nhà hạnh phúc trong lòng anh rối rắm. Đến tối cả gia đình ngồi bên nhau, anh bảo các con không cần thi đạt hạng nhất, chỉ cần vui vẻ khỏe mạnh là được. Cơm xong, anh chủ động rửa bát giúp Hye-jin, còn lau khô tay cho cô. Hye-jin cực kỳ ngạc nhiên, cảm thấy Hyun Cheon như biến thành người khác. Hôm sau, Hyun Cheon dán chặt vào người Hye-jin không chịu rời mắt. Hye-jin tò mò hỏi anh sao lại nhìn chằm chằm mình, vì đẹp. Hye-jin nghe xong cảm động. Sau đó mỗi lần ra ngoài, Hyun Cheon đều dặn dò cô nhớ ăn sáng. Hye-jin cảm thấy lòng ấm áp. Hyun Cheon đến cổng nhà đầu bếp xong nhớ lại quá khứ. Trùng hợp Jeon Hoa ra ngoài vứt rác. Cô nhận ra anh là giám đốc Song nên cảm ơn anh đã duyệt khoản vay của gia đình. Sau đó còn tặng anh một món quà. Hyun Cheon mở ra thấy là chiếc áo trước mình từng rất thích. Anh lưu danh bạ của Hye-jin thành vợ yêu rồi ngẩng mặt nhìn trời. Cảm thấy ông trời cho mình một cơ hội sống lại. Anh sẽ sống sao cho đáng sống. Kang Ho và Ato đều cảm động khi nhìn thấy kết cục tốt đẹp này. Kang Ho tò mò hỏi tại sao Ato không đảo ngược thời gian sớm hơn. Ato giải thích nếu đảo ngược sớm hơn thì giám đốc Song vẫn qua đời. Còn khi trải qua một loạt mọi chuyện, anh sẽ giữ ký ức của hai người. Giám đốc Song sẽ giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo. Để chúc mừng, Kang Ho quyết định trước lúc rời đi phải vui vẻ một chút. Anh biến thành một nữ thần gợi cảm nhảy múa cùng Ato. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like, share và theo dõi Pet nhé. Pet sẽ cập nhật nhiều bộ phim hay hơn.